cái gì ghê vậy hả? Cái giá phải trả thêm tiền. Câu chuyện của người thành công, câu chuyện của người sắp thành công tâm sự. Em về bữa đi Hàn Quốc mà có nhớ có cưới Sugar Daddy đừng quên chị nghe. Chẳng may không đi nữa thì sao? Thì vô đây. Không vào đây cười với chị mỏi mồm lắm. Cười mỏi mồm luôn. Đang lần lại xong phụ lôi mấy cái hàng đã cắt giùm được. Ok. Nhiều lắm luôn á, nặng không bươi nổi. Nặng lắm rồi. Thì con trai là sao người ta bỏ cuộc. Cuối tháng mới có một thằng con trai vô mà em đi mất tiêu rồi. Chị biết là em hay quên bồ nên chị tìm thằng vô đây cho em hút. 5, 10, 15, 20. Con chào cô Ngọc Liên Trương à, con chào cô Ngọc Hương, em chào chị Bích Lê Thi. Hôm nay mấy chị vô like săn món mới với em nha. Rất là mới luôn. Rồi cho em ghim giá nha mấy chị nha. Cái này là bao nhiêu? Rồi nhìn nó đứng hình cái hình giá này. Thế còn được con. Mỗi lần like với em mà chị ngất xỉu luôn á. Thế lần sau em về đi không ngất xỉu nữa là được chứ gì. Sao không có ai cười lại gọi hàng ơi vào đi thì... Rồi màn hình bị đứng rồi, có chị nào bị màn hình đứng thoát ra vô lại giùm em nha. Màn hình đứng đen thui luôn mấy chị ơi, không có thấy cái gì hết. Rồi chị nào bị màn hình đứng thì mình thoát ra ngoài rồi mình vô lại giùm em nha mấy chị nha. Màn hình đứng rồi giờ không có vô coi like được luôn á mấy chị ơi, không vô coi like không ghim giá được luôn. Rồi hôm nay em bán hàng phụ liệu mấy chị nha, em lên hàng phụ liệu. Giá lộn xộn nha mấy chị. Nói chung là nó rất là rẻ luôn, 50 ngàn, 20 ngàn thôi ạ. Này chị ơi, máy lại reset. Trời ơi ghê quá, em mà nhỡ sức chị Di vô có chân là bị nhiễm trùng quá nha. Rồi con chào cô An Nhiên nha. Mấy cô chờ con xíu con vô con ghim giá một cái mà không có vô được mạng luôn. Màn hình đen thui à, rồi có cô nào thấy con không ạ? À? Cái này là 2 kg, cái này là 1 kg. Bọc to là 2 kg, bọc nhỏ là 1 kg. Dạ rồi, em chào chị Lam Vũ nha. Ủa mà sao em vô like em coi của em không có thấy được á mấy chị. Cái like của em nhìn cái màn hình nó đen thùi lùi mà nó đứng hình luôn. Dạ. Dạ rồi em chào chị Hương Đoàn này rồi, vậy là em yên tâm rồi ha. Rồi giờ em lên luôn này ha. Nếu nó bị trường hợp nó bị đứng hình thì mình thoát ra mình vô lại giùm em nha. Em thoát ra em vô lại thì cũng có coi được sơ sơ rồi á. Chúng người ta đi mua cà phê mà không mua cho người ta. Đâu có biết em uống cà phê hay không. Bỏ uống rồi. Vừa ăn luôn. Ai đây? Rồi rang nè mấy chị này ha. Rồi em bán theo cuộn nha, cái này là em không có chia nhỏ được, với lại là em cũng không có tách ra được là đo bao nhiêu mét nha mấy cô mấy chị nha. Rồi cuộn này là lên giùm em là mã này là 110 ngàn, bán theo cuộn nè, 110 ngàn, trong này con thấy có ghi là 120 da nè, không biết là bao nhiêu mét hả. Cuộn này rất là nhiều luôn, cái này ren trắng nè. Ren trắng mà cô nào mua cái này về mình lên áo thô theo hoặc là lai linen hoặc là lên lụa, lên đầm gì đó mình phối ren ren á. Rồi đây, mã này 110 nha mấy cô nha, siêu đẹp luôn á. Rồi 110, em chốt cho chị Cao Nhật Khánh nè, 110. 110. Xong rồi lại cái bọc bò cà tét của chị đi vô lên là được. Rồi cái này thì con có mấy bịch nè ha, cái này con có mấy bịch á. Một bịch như vậy là, cái này là để con coi thử cái gì đây. Rất là dễ thương luôn, cái này cổ áo á chị, trời ơi cái này cổ áo sang trọng luôn á. Mấy cô lên cổ áo sơ mi hoặc là đầm nha. Nhìn sang lắm luôn, đính kim sa nè. Không phải ghi. Đính kim sa, cái này mỗi thứ được bao nhiêu cổ nè. Không ghi gì hết. Một nhưng mà phân tên. Để con coi một bịch như vậy được bao nhiêu cổ nha mấy cô nha. Rồi cái này là bán theo
Cái này con bán làm sao ta? Giờ con lần đầu tiên con bán con không biết bán làm sao luôn á nè. Thì như cái này con đã chơi đồ hàng á. 2 3 rồi 4 5 6 7 rồi 8 9 rồi 10, 10 cổ áo. 10 cổ áo là 42k, một cặp như vậy là 10 cổ 42.000 nha. 42.000 10 cổ áo xịn sò luôn. Mình mua về mình may áo sơ mi hoặc là mình lên đầm rất là đẹp luôn, cái này dễ phối lắm nha mấy cô nha. 10 cổ là 42 nè, cô nào lấy thì lên giùm con 42. 42 một sắp như vậy là 10 cổ, rất là xinh luôn nha. Rồi 42 con chốt cho cô An Nhiên, rồi bỏ vào bọc nè. Rồi 42 cho chị cà rốt Binh Binh nè. Rồi 42 cho cô Phạm Thanh nè. Đưa đưa bọc cho bọc phù chắc. Con còn thêm 2 bọc nữa thôi. Rồi 42 cho Quỳnh Diệp. Bỏ thêm cái bọc, bỏ bọc ở đây nè. Rồi mỗi chị là mỗi bọc nha. Nhanh tay nhanh tay. Rồi em phân tên thôi. Cứ mỗi chị một một bọc. Rồi 42 cho Đinh Nguyễn Hoàng Quyên là hết rồi. Này. Cái này. À. Cái này chứ có tem. Rồi hết rồi nha mấy chị nha. Cái này có mấy cái này thôi à. Rồi bọc này con không biết là cái gì luôn. Mấy chị xem cái bọc nhỏ đây, bọc này bự quá. Rồi cái này thì con có là nhiều khúc như vậy nè ha. Rồi để một khúc như vậy được bao nhiêu miếng ha. Rồi một cặp như vậy để con coi cái này là cái gì nè. Rồi cái này mình phối giống như là phối á, đính cườm này mình phối cổ áo nè. À, mình phối lên như vậy ha. Mình phối lên cổ áo nha. Rồi một cặp như vậy là 30.000, 30.000 được 1 nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi 10 miếng luôn mấy chị. 10 miếng là 30. Giờ lên phụ liệu chị ơi, hôm nay chơi đồ hàng nè. Cái này sang lắm nha mấy cô nha. 10 30k là tới 10 miếng lận nha. 30k tới 10 miếng. Rồi cái này con có 1 cọc, 2 cọc, 3, 4, 5, 6 nha. Nếu mà cái nào nó bị rớt ra thông cảm giùm con nha. Rồi 30k chốt cho cà rốt Binh Binh 1 cọc 30 nè. Cọc nhỏ. Dì bỏ vào đây cho rồi em bỏ vô nữa. Rồi cái này 30 nè. Cà rốt Binh Binh. Rồi cái này thì như nó thiếu hay sao. Được có 28.000 thôi nha. 28.000 cho cô Luyến Trương, ghi bên chị 28 thôi nè. Cô Luyến Trương cái này 28.000 thôi nè. Rồi 28. Rồi mã này 28 luôn. 28 cho cô Phạm Thanh. Rồi 28 cho Phạm Thanh. Rồi cà rốt Binh Binh thêm một cặp nữa. Rồi 30 cho cà rốt Binh Binh. Cà rốt Binh cái này 28 cho cô Phạm Thanh sửa lại 28. Rồi Cao Nhật Khánh. Rồi Cao Nhật Khánh để coi cặp này nhiều. Rồi cặp này 30.000 cho Cao Nhật Khánh nè. Rồi áo em đang mang là hàng thô thêu chị ơi. Áo em đang mang là thô thêu. Rồi 30k cho cô Nhật Khánh. Rồi cái này em còn ha. Em còn một cặp này nè. Rồi cái này 30.000 chị nào lấy thì lên giùm em 30. Cổ áo mấy chị nha. Cổ áo. Giống như là cái này em may á. Mà nếu mà cái này mà em có là em may vô như vậy nè. Nhìn nó rất là sang ha. Nhìn nó sang lắm luôn á. Này em mang áo thô thêu nha. Cao đột đi. Em mang thô theo mà ở trên là đơn giản, ở dưới nó theo lên như vậy nè. Trường hợp nếu em có cái này là em đính vô như vậy nhìn rất là sang luôn. Dạ. Con cảm ơn cô An Nhiên nha. Rồi em còn cặp này 30, chị nào lấy thì lên giùm em 30 nè. Rất là dễ thương mấy cô ơi. 30k nha, 30k. Được 10 hơn 10 cái luôn á. Nó mấy cô mua về mình may cổ áo như vậy, hoặc là mình lên áo sơ mi cổ tròn, hoặc là mình lên đồ bộ vậy đó, nhìn rất là sang luôn á. Rồi 30 em cho cô chị Mỹ Hạnh một cặp nè. Rồi em còn một miếng thôi. Rồi em còn chừng này ha. Rồi chừng này là 29.000 mấy chị. Rồi chừng này 29.000, cô nào lấy thì lên giùm con 29. Cái này là theo tay lên lưới theo, nó nhìn sang lắm mấy cô. Mình mua trên ký như vậy nó rẻ hơn rất là nhiều. Mình ra ngoài cái này mình mua một cái rồi phải là 10.000 hơn rồi. Cô nào mình may mình biết nè. Mà tới cái này được gần 10 cái luôn á. Rồi 30k cô Thi Lê ơi, Thi Lê lên giùm con số điện thoại nha. 30k em chốt cho chị cái này 29k thôi chị Nam Nhã nè. Sửa cho chị Nam Nhã 29. Con hết rồi cô Ngọc Cẩm ơi, hết sạch rồi. Rồi lên tiếp nha hả. Rồi tới món này. Bán cái này vui quá, lần đầu tiên con làm việc này luôn. Rồi bắt đầu con lên món này ha. Rồi một cục như vậy là 24.000.
Đây 24.000 cũng là cổ áo luôn, ren màu đen nha. 24.000. Đó, xinh lắm luôn á. Rồi 24.000 cục này nè, cô nào lấy thì lấy giùm con, mã này 24k cũng được gần chục cái nha. Ai mang hết rồi ạ. À. Cô Thi Lê con thấy số điện thoại rồi nha, 24k 1 này 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi cũng khoảng 10 cái. Nó xinh lắm luôn á. Rồi 24k cho cô chị Mỹ Hạnh này 24 nè. Rồi 24 con chốt cho cô sắp nay ly một cục nè. Rồi có cô nào lấy cái này không thì comment giùm con nha. 24k một chùm như vậy 10 cái. Rồi con còn một nè, con còn một, 2 rồi 3 4, con còn 4 khóc à. Dạ nay món mới, món rất là độc lạ luôn. 24 con chốt cho cô Nam Nhã nè. Rồi còn cô nào lấy nó không mấy cô? 24k được khoảng 10 cái nha. Rồi cô nào lấy thì lấy giùm con còn 3 khúc ha, con còn 3 khúc. Với một cái này nhỏ nhỏ này cho cô nào mình lấy ít nè. Rồi cái này có 12.000 thôi. Khúc này thì có 12.000, có được mấy cái nè, chắc được một nửa. 12k. Rồi 24 chốt cho cô Luyến Trương nè. Nè nè nè, tạm cái miệng lại nha. Không nàng ngạt nha. Tôi đang xuống nha. 12k cho cà rốt Bin Bin nè. Rồi chị cho chị. Chị Nguyễn Bạch Du một cọc nha, 24.000 10 cái luôn, siêu rẻ luôn chị. Rồi cái này mấy chị mua phụ liệu ở quê mắc lắm nha, thiệt luôn. Rồi em 22 em hết rồi. Giờ 12 chia cho hai chị nha. Chia cho hai chị. Rồi Cao Nhật Khánh một nửa với chị Ngọc Tuyết một nửa này ha. Mỗi chị một nửa. 1 2 3 4 rồi 5. Cái này của một chị 12.000 nè. Dạ mình mua ít ít đúng không chị? Rồi 1 2 3 4 5 đủ nha. Rồi của chị Ngọc Tuyết, rồi hết cái miếng màu đen này rồi. Hàng độc lạ không à, mắc cười lắm, bán cái này vui lắm luôn mấy chị ơi. Rồi lấy giùm em cuộn ren này ha. Cái ren. Ren này xinh lắm mấy chị nè. Ren này xinh lắm, vậy mình phối với mấy cái màu xanh đen thô theo hoặc là mình lên đầm rồi vậy nha mấy cô nha. Rồi cục này lấy giùm em 64.000 mấy chị. 64.000. Còn nhiều lắm chị nha, chờ em xíu nha. Rồi 64.000 mớ này nha, chị nào lấy thì comment cho em. Cái cuộn này con thấy người ta bán là 1 mét là khoảng cỡ là 12.000 á. Một cuộn như vậy là rất là nhiều nha mấy chị nha. 64k chốt cho cà rốt Bin Bin. À dạ, em sorry chị Cao Kim Anh nha. Em nhận được tiền, em có báo cho mấy bạn chốt đơn rồi mà không thấy mấy bạn báo cho chị hả? À, trên chị nhờ em một việc nha. Em vô cái group chốt đơn á, những cái bạn mà những cái chị mà chị nhận được tiền á, em vô em phản hồi với khách giùm chị với. Rồi. Rồi ren trắng này em còn mấy miếng này ha. Cái đó hết rồi Cao Nhật Khánh, cái này có nhiều nè. Này có nhiều nè mấy chị, này xinh lắm luôn á. Rồi ren trắng này xịn sò luôn nha mấy chị nha. Ren trắng này xịn sò nè. Bữa em may đồ á, em thiếu cái này em đi mua. 1 mét là 12.000 mấy chị. 1 mét 12.000 mà bán một lần một cuộn hoặc là cắt mét ra bán mắc lắm luôn á. Rồi một cuộn vậy cho cả trăm mét nha mấy chị nha. Rồi mã này 100.000 một cuộn. Em có mấy cuộn á chị nào lấy thì comment giùm em ha. 100.000 một cuộn nè. Cái này 100k thôi. Rồi mã 100 chốt cho Cao Kim Anh nè. Cái này chắc là cái độ dài khác nhau nên giá khác nha. Rồi cuộn này 75.000 nè, cuộn này 75.000. 75. Rồi một. Rồi em để cho mỗi chị một cuộn em ghi giá khác nhau nha mấy chị nha. Rồi 75 cho chị mẹ TT nè. Em ghi 75 nha. 75 cho chị mẹ TT. Bật con tặng chị đó chị mệt. Lần sau chị ấy. Này. Bỏ đi. Đây. Rồi cuộn này là 102 cho cà rốt Bin Bin nè. 102. Ghi vào giùm chị 102 nha. 102 cà rốt Bin Bin. Cái cần đi để cái góc chỗ khác để chị có chỗ chị để. Rồi chị Thảo Nguyễn. Rồi Thảo Nguyễn cục này là 95.000. Để cho chị một cái bút. 102 nè. 95 thôi cô kìa. Rồi chị Nguyễn Bạch Du nè. Còn một cuộn cuối cùng. Rồi 107. Rồi mã 100 hết rồi. Giờ còn cái này màu xanh lam ha.
màu xanh rêu rêu nhá. Cái này nè, ren này dày lắm nha mấy chị nha, mày mấy chị may thô theo là cực sang luôn á. Rồi đây nhầm em mã này 93 nha mấy chị nha, 93 có một cục duy nhất thôi, 93. Rồi chị em Mi Phạm không có đặt được rồi, chắc là bữa trước chị có xả hàng bên em á. 93 chốt cho Cao Kim Anh nè. Cái cuộn này ren mềm nha, ren mềm. Cái cuộn này là cuộn gì á, chờ xíu rồi bán cái đó xong. Rồi cổ áo mấy chị nha, cổ áo nè. Cái này dài nha, em lên từng nhúm đi mấy chị. Cái này là, cái này là cái gì ta? Này là cổ áo mà nó kiểu như vậy, đồng điệu hết luôn, về mình mà nó theo giống nhau nha. Rồi về mình may như vậy nè mấy chị nè. Đó. Cổ áo lên áo đầm nha mấy chị nha. Lên áo đầm đó. Đó như vậy nè. Nó đồng điệu một kiểu luôn, rồi về mình may như vậy nè. Tại vì cái này là nó thiết kế là nó giống nhau hai mặt luôn. Về mình may lên cái áo đầm nha mấy chị nha. Rồi em lên từng nhúm nha. Tại cái này là có nhiều chị cũng muốn mua về mình may á. Dạ có nút, có nút mà em chưa có khui ra mà không biết là nút nó kiểu gì thôi. Cái này xinh lắm mấy cô ơi. Rồi em cảm ơn chị Bích Lê Thi nè ha. Rồi 1 2 3 4 rồi 5 cổ đi mấy chị ha. 5 cổ như vậy là 10.000, chị nào lấy thì comment giùm em nè. Có 5 cổ là 10.000. Một cổ có 2.000 thôi nha mấy chị. 5 cổ như vậy là 10.000. Rồi 10 cái cho chị. Rồi 10.000 cho chị Cao Kim Anh nè. 10.000 cho Cao Kim Anh. 1 2 3 4. Rồi 5 cổ cho chị mẹ TT 10k. Một, hai, ba, bốn, năm. Chị Đinh Nguyễn Hoàng Quyên nè. Bán này thì hơi chậm chậm một chút nha mấy chị nha. Rồi Thúy Hiền là 20.000 nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười ghi 20.000 á. Ghi 20.000. Rồi 10 cho đến Nguyễn Hoàng Quyên rồi ha. 10 cho chị Thảo Nguyễn. 1 2 à, 1 nè. 2 3 4 5. Rồi 10 cho Thảo Nguyễn nè. Rồi cô An Nhiên 10. Uống cà phê rung tay luôn. Cô An Nhiên 10 nè. 1 2 3 4 5. 5 này của cô An Nhiên nè. Rồi 10 cho Cao Nhật Khánh nè. Xoay lại dễ dễ hơn. 1 2 3 4. Rồi 5 cho Cao Nhật Khánh nè. Lê Hồng 10. 1 2 3 4 5 cho Lê Hồng. Rồi Ngọc Tuyết 10. 1 2 3 4 5 cho Ngọc Tuyết. Cô Ngọc Cẩm ơi, cái này còn có 1, 2, 3, có 2 cái à, 4.000 cô ơi. Cô Ngọc Cẩm 4.000 nha, còn có 2 tay à. Ngọc Cẩm 4.000. Tôi má ơi. hết rồi, ghi 4k thôi. Rồi cái này của con là hạt nút nè. Rồi cái này con không biết bán sao luôn á. Con cân cục này đi nha, con không biết có bao nhiêu hộp luôn. Cái này là 34.000 mấy cô ơi. 34.000. Được rất là nhiều nút luôn á. Rồi 34.000 cái này là giống như là nút á, nút á. Người ta không phải là nút nhựa mà nút cái gì mà bằng vỏ sò giống vậy á. Rồi 34 ạ. 34 con chốt cho cô Trách Nguyễn nè. 34 lấy bọc bỏ vào cho cô Tắc Nguyễn nè. Rồi giờ nút đen này em chia được cho nhiều chị nha mấy chị nha. Nút đen chia được cho nhiều chị nè. Rồi nút đen là như vậy nè. Đó.
Rồi, à dạ. Cái này là con cân nha mấy cô nha. Con cân từng nhúng đó ha. Rồi cô Trách Nguyễn. Rồi mã 20k nhưng nhân đoàn không có đâu. À Sa Cừ đúng rồi. Rồi cô Trách Nguyễn 100k nút đen, lấy cái bọc hốt ra cho rồi. Đây, đã hốt rồi. Rồi cái này cô nào mua nút này bao nhiêu thì nhắn tiền rồi con cân lên con báo cho ha. Cái này chắc phải mua cái xúc gạo. Này siêu rẻ luôn mấy cô, con thấy bé bữa may đồ cho con nói là mua cái nút này một nút tới mấy ngàn lận á. Cái này màu này rồi hơn rồi. Rồi 100k cho cô Trách Nguyễn nè. Rồi 10k nút đen cho cô Sắc Nai Ly nè. Cái này màu của nó không phải là màu đen mà cái màu nó như vậy nha mấy cô nha, màu nó như vậy nè. Rồi 10.000 cho cô. 10.000 nè. 10.000 cho Ngọc Cẩm rồi nha. 50k cho cô Kim Cúc Trương nè. Rồi 50k cho cô Kim Cúc Trương. 30k cho chị Bạch Du. Rồi mấy chị lưu ý là em không có cho xem hàng ở trong trường hợp chị nào mà cần kiểm hàng mà không lấy hàng hỗ trợ tiền ship giúp em nha. Rồi chị Lê Chiến á, 50k nè. Rồi 50k cho chị Chiến nè. 10k cho chị Linh Trúc ạ. Lấy cái điện thoại in giùm chị ra Trinh đó biết in đó. 10k cho chị Nam Nhã nè. Và lấy cái điện thoại của một bạn qua đây chị chỉ cho cách in. Điện thoại của em được em tải tbot và chị chỉ cho. 10k cho chị Nam Nhã. Rồi 10k cho chị Sương Nguyễn. Cái này con 10k phê luôn á. Rồi 10k cho Sương Nguyễn này, 20k cho chị Thu Vân Nguyên. Yeah. 20k cho Thu Vân Nguyên. Rồi 20k cho chị Hòa Nguyễn Thị. Dạ đuổi tơ trắng em hết rồi ạ. Rồi 20k cho chị Thu Vân Nguyễn rồi nha. 10k cho chị Luyến Trương nút đen nè. Nút xà cừ có ai lấy nó không ạ? À? Rồi cổ chờ em xíu nha, vẫn còn á. Chờ em khui thêm từ từ còn nhiều lắm. Rồi 10k cho chị Luyến Trương. Rồi chờ em một xíu nha, nút xà cừ á chị. Rồi nút xà cừ màu như vậy nha. Nút này nút bự nha. Nút bự 4 lỗ nè. Rồi còn chị nào lấy nút này nữa thì lên giùm em. Cái lại cái bọc to bò con sẽ cần những thằng DC thôi. Cái bọc to mới được tất. Đây. Con hột coi chung chỉ rằng đồ nó tung lúng lên đây. Rồi chị nào lấy cái này nữa thì comment giúp em nút xà cừ nha mấy chị nha. Bạn ra chị hụt nó vô đây. Dạ vải em bận rồi hết rồi chị ơi. Có bán nhưng mà hết rồi. Rồi lên giùm em nút vàng mấy chị ơi. Nút vàng 10k nút. Rồi 10k cho Phạm Thị Hoa. Rồi 20k chị Hoàng Nguyễn Thị. Cái này chị Hoàng Nguyễn Thị lấy rồi á. Rồi 12.000 bỏ 10 luôn đi. Đâu? Ủa? Chị này vứt đi ủa? Đây. Không, của chị kia, chị 10k chị Phạm Thị Hoa. Còn chị Hoàng Nguyễn Thị hồi nãy như lấy rồi á mà. Hoàng Nguyễn Thị hồi nãy lấy chứ ta. Tôi bóc đi lỡ như thiếu. Lỡ như chưa có. Cái đó là của 10 của chị kia. 12.000 luôn rồi đó. Có chừng là đồ nha. Rồi 20k chị Hoàng Nguyễn Thị nè.
Dạ. Rồi lên nhầm em đi anh. Ủa, lấy rồi mà. Bỏ vô thế mới lỡ nhưng mà bị sọt thì sao. Rồi nút vàng nha mấy chị nha, nút vàng nè. Rồi nút vàng của em là nút như vậy nè. Rồi màu vàng như vậy chị nào lấy thì comment giùm em là nút vàng kèm mét kèm số tiền nha mấy chị nha, rồi em cân nha, nút vàng kèm số tiền rồi em cân. Rồi em có cổ áo màu. Rồi nút vàng có chị nào lấy không mấy chị? Nút vàng này có chị nào lấy không rồi em cân nè. Rồi nút vàng 10k cho chị Nguyễn Liên nè. Nút vàng 50k. Đến lên đây em bốc. 10 cho chị Nguyễn Liên. Rồi 20k cho chị Thảo Nguyễn nè. Rồi 50k cho 20k cho Thảo Nguyễn. Rồi 50k cho chị Thu Vân Nguyên nè. Ôi, chị không bấm không? 20k cho Thảo Nguyễn. Rồi 50k cho chị Thu Vân. 50, đây là 20 là 50. Rồi 10k cho Đào Nguyên Anh nè. Rồi ren còn chờ em xíu nha. 10k bao áo là cái nào ta, con không biết cái bao áo gọi là cái nào hết cô. 10k nút vàng cho Cao Nhật Khánh nè. Rồi 10k nút vàng cho Hoàng Nguyễn Thị. Rồi bữa nay em chơi món mới nha. Rồi 10k nút vàng cho Quỳnh Thị Đỗ nè. Dạ có nút trắng thì con để cho cô 50 là áo cúc trắng sơ mi đúng không? Rồi 10k cho chị Thi Tất nè. Này cái này mình em bóc vô em để vậy luôn nha. Chứ cái này nó nhỏ nhặt quá. Rồi 20k cho chị Hà Dung nè. Dạ bao áo, à bao áo là cái cổ áo hả cô? Con không biết cái này gọi là cái bao áo. Dạ giờ đủ món ăn chơi rồi. Tới mức mà con đi mua hàng người ta nói sao bà ăn tạp dữ vậy đúng không? Rồi cái này để con cân thế này là sao nha. Này sao có miếng màu đen ở đây nè. Rồi một miếng này là 26.000 để con coi được mấy cổ nè. Đó cái này ha. Đó cái này mấy chị ơi, cái này nè ha. Rồi cái này 26.000 là gồm 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miếng luôn. Vậy dính rớt một miếng của ai rồi. Âm xanh qua mất tiêu rồi chị Ngọc. Rồi vô em vô, hôm qua chị lái mẹ cái lái này đúng không? Em vô đây nè. Rồi vô, cho nó chạy xong rồi được. Tròn đơn ha. Hai đòi nè, rồi tròn đây ứng hết. Rồi nút vàng chị Linh Trúc có rồi nha. Rồi cái này do cái này ít quá nên là em có thể chia được nè. Cái này mà nhiều quá là cái này 11 miếng á, chị nào lấy thì comment giùm em rồi em đi ghi số tiền cho ha. Rồi một miếng như vậy là 2.000 á. Miếng vậy là 2.000 nha. Rồi lên giùm con là mã bao áo kèm mét thôi. Cái này là lên kim sa mấy cô lên như vậy nè. Nó rất là cưng luôn. Dạ vui. Em thấy cái này vui ghê không buồn ngủ. Này xinh lắm mấy chị nha. Có 2.000 miếng thôi. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con là mã bao áo kèm mét ha. Bao áo kèm mét nè. Tại cái này ít quá nên em chia nha. 2.000 một miếng em cũng bán luôn. Nó nhỏ nhặt, nó mất thời gian thiệt nhưng mà nó vui á mấy cô. Rồi cái này cô nào cần thì lên giùm con nha. Rồi hai bao áo cho chị Thi Tất là 4k nè. 4k cho chị. Rồi 10k là 5 cái cho chị Đào Nguyên Anh này. 1 2 3 4 5 cho Đào Nguyên Anh. Em ghi 10k giùm chị nha. Rồi 10k. Rồi thường là người ta bán nhiều cho nó khỏe nhưng mà thôi, con để vậy luôn. 10k cho cô Sóc Nai Ly này là 5 cái nha. 1 2 3 4 5. Em đặt đi xong rồi em bên in ra xong rồi lấy một cái rổ để bạn đựng riêng cho em thôi. Chờ biết khi nào. Rồi 5 cái cho chị Quỳnh Thị Đỗ nè. Từ từ để in cho đây đó. 1 2 từ từ biết khi nào mới ngừng. 1 2 3 4 5. Em cứ in thôi xong một để cho bạn một cái rổ. Để cho bé lôi ra là bỏ vào cái rổ đó. Lấy một cái rổ hoặc một cái thau gì đó. Rồi 2 cái cho chị Linh Trúc nè.
gần hết rồi mấy cô ơi, cái này hết rồi. Rồi hai cái cho Linh Trúc. Rồi cái này còn chị, cái này có hai cái, còn hai cái à. Rồi hai cái cho chị Cao Nhật Khánh là hết sạch rồi mấy chị ơi. Rồi còn cái này nè ha, cái này là một cuộn, chị nào mua này, cái này ren nha. Ren này bản to á, để con coi cái này được bao nhiêu xăng. Ren này bản to á mấy cô ơi, ren này đẹp lắm luôn á. Rồi bản này của con là được 14 xăng á mấy cô ơi, gần được 14, à gần 14 xăng hả? Đúng rồi, gần 14 xăng ti á nha mấy cô nha. Dạ. Rồi nguyên một cuộn này là 150 ngàn nè. Cái cuộn này 150k. Mà nó dài lắm luôn á, nó dài lắm, cái này có giãn mềm nha. Con không biết cái này người ta mua về làm gì, người ta phối cổ hay là phối áo phối đầm gì đó. Lên giùm con mã này 150 nè. 150, cô nào lấy thì lên giùm con 150 ha, 150. Rồi cuộn này 150 nha. Rồi nút sần. Rồi con có ren màu tím ha. Rồi ren màu tím, cuộn ren màu tím này là tím Huế, tím than gì đó. Rồi cuộn này cũng 150 tím luôn. 150 tím. Cái này cô nào lấy thì lên giùm con mã 150 nè. Cái này được 2-3 xăng thôi. Cái ren này 3 xăng nha, 150k. Cô nào lấy thì lên giùm con 150, cái này đẹp lắm luôn á. Chắc là mình viền viền tay hoặc là viền eo gì đó. Rồi cái này 150 nha, 150. Ren chỉ cô tông bản lớn. Rồi giờ để con tập thích nghi với ngôn ngữ đó, con cũng không có rành lắm. Rồi 150 chốt cho Cao Nhật Khánh mã màu tím nè. Đây. Máy em nóng đồ chị Ngọc ơi. Hả? Máy em đang phun nóng đồ. Không được đây. Dạ, dạ vâng cô An Nhiên ơi, chờ con một xíu nha. Lấy cái gì ra để đựng đi rồi chị cho in nè. Mấy bạn cần lấy cái gì in, lấy cái gì để cho bé lọc đơn không? Thì lấy cái đồ để đựng này, bắt đầu in rồi đó. Rồi con lên tiếp nha mấy cô nha. Rồi tới bóc phụ đi Ngọc, bóc phụ mấy cái đó ra đi. Rồi cái này con có một cái này rất là, rồi chỉ cô Thu Vân chờ con một xíu nha. Chờ con một xíu. Rồi cuộn chỉ nè. Ủa cái sọt này đừng rạc nữa. Rồi cuộn ren này là màu lam, nó rất là, cuộn thun này rất là nhỏ nè. Cái này con thấy mình phối được nhiều lắm nha mấy cô nha. Rồi cuộn này lên giùm con 92 ngàn. Rồi 92 ngàn cuộn này, cái này siêu dài luôn. Này 92k. Cô nào lấy thì lên giùm con cuộn này 92k nha. 92k. Rồi con có một cái cuộn này là nhỏ xíu luôn, 92 chốt cho Cao Nhật Khánh nè. Dây kéo cũng có luôn, chờ con một xíu nha. Giờ chưa có. Rồi 92. Rồi cái cuộn này nhỏ xíu à. Cuộn này là, để con coi cái ren này ren. Con cột ra con sợ bung á. Đó, cái cuộn này nó bự như vậy nha, bự khoảng cỡ 2 xăng á. Không, cái này phải 3. Rồi 3 xăng rưỡi, 4 xăng á nha mấy cô nha. Nó cái cuộn rỉ chỉ ren nè. Nó có một cái phối cái màu trắng trắng ở trên nữa. Rồi lên dùm con cuộn này 8 ngàn mấy cô. 8 ngàn nha. 8 ngàn. Rồi nút con có tiếp nút nè. Rồi 8k chốt của chị Nguyễn Thùy. Bỏ đứng lên làm cho nó lẹ này, rớt một tay ở dưới luôn. Rồi lên nóc tiếp này mấy cô mấy chị ơi. Hết chị. Rồi tiếp theo nha. Hai lái rồi. Vô phòng nào, phòng chủ cái. Đây, bỏ xuống đây nè. Phục quá. Rồi sao rồi, chạy giờ đúng không? Rồi lên nút tiếp nha mấy cô nha. Rồi nút xà cừ nè, nút xà cừ. Bán cái này cũng hơi bị vui vui. Mấy cô chờ con một xíu nha, con kiếm. Rồi nút xà cừ này, hình này giống hình mắt mèo á. Đó. Rồi lên giùm con mã này, mã nút mèo kèm mét ha. Rồi lên nút mèo kèm mét giúp con. Rồi còn nhiều ren lắm mấy chị nha. Mà chờ mấy bạn ra lấy thêm hàng, còn quá trời hàng luôn. Rồi lên giùm em mã này là nút lạ kèm mét giùm con nè. Nút lạ kèm mét giùm con, lên từng nhúm đi mấy con. Rồi con nào lấy bao nhiêu tiền thì comment giùm con, rồi con in ra nha. Rồi nút lạ kèm mét giúp con ha, nút lạ kèm mét. Lên từng 10 ngàn nha mấy cô nha.
có chỉ đen, chỉ là giờ chưa thấy rồi. Nút lại cho cô Thu Văn Nguyên 30k nè. Còn 30k nữa. Rồi nút lạ 30k cho Bạch Du nè. Dạ nút không có kèm mét. 30k chứ không phải là ấy. Rồi 30k cho 30k cho Nguyễn Loan nè. Chị chưa bấm. Ủa chị bấm luôn hả? Ủa chị bấm rồi. Bấm còn ngươi à. Có hai cái chị cổ tinh không bấm á. Để cho mày đợi in nó. Rồi nút lạ 10k cho Đào Nguyên Anh nè. Rồi ok. Đâu? Rồi nút lạ của chị Bạch Du với chị Thu Phương Nguyên. Hai này bọc nào cũng 30 hết nha. Bắt đầu 10 ngàn nè. 30 rồi 10k cho Đào Nguyên Anh. Rồi đã cũng là 30 luôn. 10k cho Đào Nguyên Anh nè. Rồi tiếp theo 10k cho cô An Nhiên. Nút xà cừ nha mấy cô nha. 10k cho An Nhiên hai bọc kìa. Rồi 10k cho Lan Nguyễn ạ. Vậy để chị một cái hộp lắm. Để chị bỏ cái xe lắm. Biết là nó sẽ hết. Rồi múc lạ 10k cho chị Linh Vy nè. Lại cái cuồng nhẹ vậy đó. Rồi múc lạ 10k cho chị Hà Dung nè. Linh Vy, Hà Dung là múc lạ là 20 cho Hà Dung. Rồi 20 cho Hà Nguyễn Thị ạ. Mười ca cho Nguyễn Liên. Mười ca cho Linh Trúc. Mười ca Nguyễn Liên, mười ca Linh Trúc. Đây, đây, đây. 20 cho Hoa Nguyễn Thị. Hoa Nguyễn Thị có chưa? Chưa. Nè. Nguyễn Liên không đáng làm nha. Rồi 30k cho chị Ngọc Ánh nè. Này gần hết rồi nha mấy cô nha. Rồi 30k cho chị Diệp Lương nè. Rồi em còn một miếng này thôi. Rồi 12.000. 12.000 chị nào lấy thì comment giùm em. Rồi Kiều Dung Trần 12.000 phút cuối nè. Kiều Dung Trần ghi vào 12k. Rồi ren nha mấy chị nha. Rồi ren quyển này hơi to nè. Rồi con thấy cái này giống người ta mua về để may đồ lót cao cấp á. Nó màu này sang lắm nha mấy cô nha. Giống như là đồ quần lót cao cấp trong Vera luôn mà con không biết cái này mình về mình may được cái gì nữa. Đồ cuộn này là 200 nha, con có mấy cuộn á. Con chỉ có 5 cuộn thôi. Rồi 200 cái này đẹp lắm mấy cô. Hàng này sang lắm luôn á. À, mấy cô thấy người ta hay bán à, có cái chỗ mà đồ lót thiết kế ở đường Cộng Hòa đó. Chất ren như vậy rất là đẹp luôn. Rồi 200k một cuộn nè. Cái này không có bán lẻ được tại con không có cắt được á. Rồi cô nào mình làm hàng phụ liệu mình mua cái này về mình bán lại một mét cũng được 10.000 hoặc là 12.000 hoặc là 7.000 cũng rất là lời nha mấy cô. Rồi 200k, có nhiều lắm nha Thảo Trang ơi. Một cuộn này 200, cô nào lấy thì comment giùm con mã này 200 ha. Rồi cuộn này 200.000 nè. Đẹp lắm luôn á, cái chất này rờ vô là xịn lắm nha mấy cô nha. Đó. Rồi sang lắm luôn, mềm ơi là mềm. Rồi 200k một cuộn, cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 200, con có 5 cuộn thôi.
200k 5 củ. Một củ 200k chứ 200k 5 củ. À, một củ 200k con có 5 củ. Em lấy cho con. Còn ở đây đi. Ở quán xá là chị vội người ta nói xá quá. Rồi cái này thì dễ thương nè. Rồi cái này không biết để con coi bán làm sao. Còn này nó còn lớn không? Rồi cái này xinh lắm nha mấy cô nha. Đây. Rồi mấy cô về may cái gì thì mình về mình phối vô để mình may cổ áo. Cái này là ren mềm nha mấy cô nha. Ren thêu á. Rồi ren thêu một cuộn như vậy nè. Đây về mấy cô may về mình phối vô áo hoặc là đầm nha mấy cô mấy chị nha. Rồi một cuộn như vậy là lên giùm con 35 ngàn một cuộn ha. 35 ngàn một cuộn. Lên giùm con 35, con có mấy cuộn nè. 35 ngàn một cuộn nha. Rồi 35 chốt cho Cao Nhật Khánh nè. Rồi 35 ngàn một cuộn. Rồi chốt cho Lê Hồng một cuộn nè. Đinh Nguyễn Hoàng Quyên một cuộn nè. Đinh Nguyễn Hoàng Quyên. Rồi Mai Trần. Ui rẻ quá trời rẻ luôn. Rồi Thảo Trang nè. Cô An Nhiên nè. Màu hồng này ngọt liệm luôn nha mấy cô nha. Rồi chị Quỳnh Diệp nè. Dán cửa cho mấy anh chị. Rồi chị Thi Tất nè. Ở ngoài hết rồi em. Đang ở ngoài hết rồi. Cũng sổ đúng không? Đang ở ngoài hết rồi đó em. Ký sổ. Ký sổ. Ghi vô tiếp theo giùm chị nha. Rồi Thi Tất rồi đúng không? Rồi cô Trách Nguyễn nè. Mấy con lấy từ từ nha mấy cô nha. Con sợ bị ấy. Rồi chị Diệp Lương nè. Rồi có mấy cuộn nhiều hơn luôn á. Con vẫn để 35 ngàn thôi. Rồi chị Tất Tô Nữ nè. Rồi cái này xinh lắm mấy chị ơi. Có 35 ngàn rồi về may được quá trời đầm luôn. Cô Mai Trần nè. Chị Bích Bích không có số điện thoại không chốt được. Cô Trách Nguyễn nó có rồi, không có comment lại lần nữa nha. Thảo Trang lấy rồi. Emmy Phạm, rồi cái này bị xả hàng một lần rồi, giờ khó bán lại lắm. Rồi chị Nhã Nam, anh Nam Nhã một cuộn 35 nè. Rồi Thi Tất lấy 35 rồi, khỏi lấy cho Tết Tô Nữ nha. Rồi giờ cái bịch nó bỏ trong bọc rồi làm sao đây. Lấy cho Thảo Trang thêm một cuộn nữa, ok nè. 35. Rồi Thảo Trang ghi giùm chị 35 ngàn. Dạ, bán này mắc cười quá. Rồi cô Bích Lê một cuộn nè. 35 nè. Bán này yêu đời mấy cô. Rồi chị Bích Bích một cuộn này, ghi giùm chị Bích Bích 35 nè. Thảo Trang nhờ ghi với 35 chứ, thôi quế nó bị giả. Bích Thảo Trang mời đối với nó cô dạ đó. Em ghi với 35 đi. Dạ, ok ạ. Rồi chị Bích Bích ghi 35 nè. Đó, cái này là phải có tiền, là phải ghi vô. 35k Bích Bích nè. Rồi Ngọc Ánh 35 nè. Rồi này còn cô nào lấy, chị nào lấy không này mấy chị nè. Rồi xem lại màu hồng nè. Đây mấy chị ha, màu hồng này rất là ngọt liệm luôn. Đây. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em nha. Một cuộn như vậy là 35 ngàn. Cái này chắc phải mấy chục mét đó mấy chị. Siêu rẻ luôn. Rồi ok chị. Khi nào mà chốt đơn là bạn xả ra nha chị nha. Chứ giờ bỏ vào bọc rồi. Cái này nhỏ nhỏ lắm, tìm không thấy luôn á. Rồi cái này chị nào lấy thì comment giùm em nha. Cái này 35k mua để dành mình phối vô cổ tay hay là mình may viền cái gì cũng được hết, rất là dễ may. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em một cuộn vậy là 35k nha. Rồi lên móng mới. Rồi 35 cho chị Linh Hạnh nè. Ôi coi chân cái mày nha. Linh Hạnh. Rồi cô thêm một cuộn 35 cho cô Trách Nguyên nè. Rồi chị Nga Ngô một cuộn 35 nè. Rồi chị Vân Nguyễn một cuộn 35 nè. Rồi cái này còn chị nào lấy thì comment giúp em nha. Rồi em lên ren này xịn lắm luôn. Rồi em thấy chị Quỳnh Thị Đỗ mà không thấy chị đặt cái này nha. Không thấy chị đặt cái này. Rồi cái này em có khoảng cỡ 10 cuộn nha.
Rồi ren này rất là xịn mấy chị, dày lắm luôn nha, màu đỏ ha, màu đỏ. Màu đỏ là màu đỏ đen trắng là ba màu rất là cơ bản luôn. Rồi một cuộn như vậy là 65k. Nó dài lắm luôn á, một cuộn như vậy là 65k, cái này mấy cô ra ngoài mua 1 mét phải 12 13 ngàn nha. 65k một cuộn nè. Một cuộn cho chị Quỳnh Thị Đỗ 35k nè. Chị Quỳnh Thị Đỗ lấy cái này đúng không? Rồi ghi 35k cho chị Quỳnh Thị Đỗ mã này nè em. 35, đây. 35 ghi vô 35. Đưa cái này để chị Lan nó còn lộn á. Rồi Cao Nhật Khánh một cuộn nè. Cái này 65 ngàn. Rồi chị nào lấy cái này thì lên giùm em mã 65 đi, chốt đơn dễ nha, lên số đi nha. Em cũng tính bán luôn. Màu trắng đó chị, màu trắng có luôn mà không phải mẫu đó, nhiều mẫu khác lắm. Rồi 65 cho cô An Nhiên nè. Túi to đi chị. Bóc túi to đúng không? Dạ. À bóc túi to. Rồi cuộn này 65k, cô nào lấy thì lên giùm con mã 65, cái này cũng phải được mấy chục mét nha mấy cô nha, xịn lắm luôn. Rồi một cuộn hồng cho chị Ngọc Châu Lê, cuộn hồng 35 ngàn, ghi vào dùm chị 35 nè. Ghi 35. Rồi cuộn này 65 nha mấy cô mấy chị nha. Một cuộn như vậy là 65k này đó. Cái này 1 mét là tầm mười mấy ngàn lận nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì comment nhà em mã này, một cuộn là 65k, còn cái cuộn hồng là 1 mét, một cuộn như vậy là 35 ngàn nha. Cô nào lấy chị nào lấy thì comment giúp em ha. Màu trắng nhiều loại lắm nha. Chờ em xíu em bóc cái đã nè. Rồi coi chuẩn bị khui bao mới đi bé. Rồi cái này màu xanh dương ha, màu xanh dương. Rồi cuộn này là 115. Nó ra như vậy nha. 115 nè. Cô nào lấy thì lên giùm con mã này, cuộn này 115k, 115. Cuộn này mã 115 chứ cô nào lấy thì lên giùm con mã này 115, có một cuộn duy nhất à. Rồi cuộn màu xanh này 115k nha, mua về mình bán lẻ vẫn lời nha mấy cô mấy chị nha. Rồi cái ren trắng này dài dài, cái này con có 15 16 ngàn á, không biết được mấy mét. 16 ngàn hàng độc. Lên dùm con mã này 16k, không biết được mấy mét nha. Rồi chân này 16k. 16, cô nào lấy thì lên dùm con mã này 16 nha. Mã này 16. Rồi 115 chốt cho chị Ngọc Ánh nè. Rồi 16 em chốt cho chị. Rồi 16 cho con xíu. 16 chốt cho chị Cao Nhật Khánh. Rồi cái này. Rồi cái này con còn cổ áo ha, con còn cổ áo cái này nè. Hồi nãy cái này là cô con bán một dây này là 10 cái không à, giờ cô nào mua lẻ không? Ưu tiên nè. Mấy cô mua không được rồi lên xinh lắm luôn á. Xinh lắm luôn nha. Rồi một cái cổ áo như vậy là để con coi thử con nguyên cọc là bao nhiêu. Rồi một cổ áo như vậy là 5.000 đó mấy cô ơi. 5.000 một cổ áo thôi, mấy cô ra mua cái cổ áo này cũng phải là 20.000. Rồi cô nào lấy thì comment giùm con nha. Rồi 5 cổ cho chị Lê Hồng nè. 1 2 25 ngàn em. 3 4 Rồi 5 cổ cho chị Lê Hồng. Rồi này còn 5 cổ thôi. Cho cô đâu rồi. 3 cô cho sắc Nelly nè. 15k. 1 2 3 sắc Nelly 15. Rồi con còn có 2 cổ thôi nha. Còn có 2 cổ à. Chị Sương Nguyễn 4 ngàn, à là 10 ngàn. Sương Nguyễn 4, à 10 ngàn. Ừ, trời. Rồi cái này em có dây thun ha. Dây thun này giờ không biết bán sao luôn á. Phải cắt đấy. Nhưng mà biết cuộn như thế nào cắt trời. Dây thun này bán sao ta? Thì cắt nó đâu vào chị. Dây thun này cắt sợ nó bị không có đúng dài. Cái dây thun này để cho em nghiên cứu lại, em biết cắt sao hết trơn á. Có chị nào mua nguyên cục này không? Rồi nguyên cục này là 665 nè. Cái này không biết cắt, cái này chắc phải đo mét quá. Để lát mình đo mét ra chắc dễ bán hơn, để nguyên cục này không biết cắt làm sao. Rồi em có một sọt dây kéo nha mấy chị nha. Có một sọt dây kéo rất là mắc cười, rất là nhiều loại. À 1 ký thun cho à thun bán mét hả? Thun bán mét. 1 ký thun cho cô Nguyễn Liên. Rồi cái này để em về sọ tại vì nó bị bùi nhùi rồi, giờ con không biết cái mối nằm đâu hết á. Rồi cái dây kéo này em có dây kéo lộn xộn nhiều màu nha. Để coi dây kéo mấy xăng. Cái muối về nhiều màu đi. Phân ra cho nó được 30 giây. Ôi dồi ôi, 2, 4, 6. Rồi lên từng nhúng nè mấy chị, không có đếm dây được nha mấy chị nha. Lên từng nhúng đủ màu nè. Tại cái này nó màu lộn xộn lắm luôn á. Từ từ có cái kích thước nó bằng nhau không đã. Có bằng nhau mà. Bằng nhau số màu. Đó.
Rồi cái này là đo từ đầu tới cuối luôn á, là 43 xăng nha mấy cô nha. Cái này là 43 xăng, lên từng con, lên cho con từng nhúm đi. 43 xăng á. Ủa hai cạnh khác nhau mà em. Cái chùm này là giọt nước nè. Còn cái chùm này là khác nè. Hai cái khác nhau. Kích thước khác luôn. Rồi cái màu hồng này trước mấy chị ơi, màu hồng này là 43 xăng nè. Bán từng nhúm đi mấy chị ơi. Lên giùm em từng nhúm này, từng nhúm 10.000 đi. Từng nhúm 10.000. Cái này 12.000 rồi. Rồi 10.000 được khoảng 2 điểm 4 cái lấy. 6 8 10 cái á. 4 6 8 cái này 9 cái à. 9 cái. Cái này là này là giọt nước nha mấy chị nha. Này là giọt nước ha. Giọt nước 43 xăng. Ủa không phải. Ôi giời xin lỗi nha. Em xin lỗi nhưng mà bây giờ cái này là có cái tới 10 50 xăng luôn, có cái 43 xăng rồi em không biết là cái này bao nhiêu xăng hết do hồi nãy rồi. Tháo ra nó bị lộn xộn rồi nè. Lúc mình bóc ra nó lộn xộn. Có khoảng 50 xăng nè, đó. 50 xăng. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em nhúm 20k đi mấy chị hoặc là 10k đi ha. Rồi giờ em lấy là màu xanh hả chị? Rồi giờ lộn xộn nha, không có lựa màu được nha. Em sẽ lấy màu ưu tiên, chị nào cần thì em lấy tùm lum tùm la nha. Cô chị Cao Ngọc Khánh này bây giờ á, giờ em chốt cho từng chị nè ha. Rồi 20 cho chị Ngọc Châu Lê nè, 20 giây. Rồi giờ mà đếm giây khó lắm chị ơi, giờ em bóc ngang nha. Bóc nhúng như vậy đi. Rồi 20k. Chứ giờ em không biết làm sao hết. Rồi 20k cho chị Ngọc Châu Lê nè. Rồi 40k bộ đủ màu cho chị Lê Hồng, rồi như vậy dễ hơn nè. Đủ màu luôn. Rồi 40k cho chị Lê Hồng nè. Đủ màu 50k 50 xăng cho chị Cao Nhật Khánh. Rồi cái này của chị cũng lấy 40.000 luôn nha chị nha. Rồi 40.000 cho Cao Nhật Khánh nè, đủ màu giọt nước nè. Dây kéo đủ màu cho cô Thu Vân Nguyên. Rồi 35.000. 35.000 cho cô Thu Vân Nguyên. Ghi 35.000 nè. 10k cho cô Sóc Nai Ly nè. Rồi 10k cho cô Sóc Nai Ly. Chị Dung Diễm không có số điện thoại. 20k cho Đào Nguyên Anh. Đào Nguyên Anh nè. 20k cho chị Hồ Thị Thu Thảo. Quá rẻ luôn, vì bán là cái 30.000, 50.000. 20k chị Hồ Thị Thu Thảo này, với cái giọt nước nha, khoảng 50 xăng á. Rồi em thấy chị Dung Diễm này, lên lại giùm em nha. 10k lộn xộn cho chị Vân Nguyễn. Chị này rất rẻ. Rồi 10k lộn xộn cho chị Vân Nguyễn nè. 20k cho chị Bạch Du. Rồi cái nào không biết thì bỏ vô sọt xin. Cái bỏ chị lắm thiệt nè. Rồi 20k cho Nguyễn Bạch Du nè. À đủ màu cho chị Thu Vân Nguyên 50k hả? Thu Vân Nguyên là cái bịch Thu Vân Nguyên, bỏ thêm cho đủ 50 cái. Rồi một nhúng cho chị Thương Hoàng. Một nhúng này đủ màu nha. Rồi 20k cho chị Thương Hoàng nè. 20k cho chị Thương Hoàng. Rồi 50k cho cô Thu Vân Nguyên, là cái này 35.000 rồi con bỏ thêm cho đủ 50 nha. Bò cái té mà trong ra.
Rồi 20k lộn xộn cho cô Nguyễn Liên. Gần hết rồi mấy chị ơi. Rồi 20k cho cô Nguyễn Liên nè. Rồi đủ màu cho cô An Nhiên nè. Còn hết rồi. Rồi cô An Nhiên còn 10.000 chẳng thôi. Hết rồi. Rồi em còn cái này 4 cái nè. Rồi cái này 6.000. Chị nào lấy thì comment giùm em còn 4, 6.000 được 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 6.000 nha. Cô nào lấy thì lên giùm con mã này 6k đi ạ. 6k. 6k nè. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi 6k cho chị Nam Nhã. Cô báo mỏi. Đây. Vậy là cái này chị lái đâu còn không đủ. Rồi lên tiếp nè mấy chị. Cổ em không biết luôn á. Rồi cuộn ren này ha mấy chị ha. Rồi cuộn ren này như vậy nè. Nó có chân lai như vậy luôn, lên rất là xinh luôn ha. Lấy giùm em cuộn ren này 58k. 58 mà chị nào lấy cuộn ren này lên giùm em mã 58 á chị nè. 58k nha. Chị nào lấy thì lên giùm em mã 58. Mã 58 á chị. Rồi chốt cho Cao Nhật Khánh. Rồi cái này ngắn ngắn nha mấy chị, cái này là phân ra từng cục rồi nè. Rồi ren như vậy ha. Rồi lên giùm em nhúm này 10.000 mấy chị. 10.000, nó có từng nhúm riêng nha mấy chị nha. Rồi nhúm này 10.000, chị lấy thì lên giùm em mã này 10k nè. Rồi thun cô lấy cái size nào cô, tại vì con có cái size bản bự à. Rồi 10k cho Cao Nhật Khánh nè. Rồi cái nhó hết rồi mấy cô ơi, tại vì từng nhúm nó khác nhau nha. Rồi cái này một nhúm này là lên giùm em. Rồi mã này 20. Cái nhúm này 20 lên giùm em mã này 20 nè, mã này 20. Rồi ren màu này nha mấy cô. 20 nè, cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 20. Không cần bỏ sẵn đâu, dựng đưa cái nào lên là có giá hết. Rồi 20 chốt cho Loan Nguyễn nè. Rồi nhúm này lên giùm con mã này 27. 27 ha. 27 cô nào lấy thì lên giùm con mã này 27. Rồi thun hai phân chưa thấy. 27 nhúm này cô nào lấy thì lên giùm con 27 nha. Rồi mã này là 25 nè. Đó, cái nó khác nhau mấy cô ơi. Này 25, cô nào lấy thì lấy giùm con 25. 27 chốt cho Thúy Lê. Này ren thun nha, ren này có thun giãn nè. Rồi cái này là 25 nè. 25 chốt cho Sương Nguyễn nè. Rồi từng cái này khác nhau hết mấy chị. Rồi mã này cũng khác nhau nha, độc lạ không à. Rồi lấy giùm em nhúm này là 29 mấy chị. 29k, chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 29 nha. 29 mấy chị ơi. 29 nè. Rồi mã này 12.000. 29.000 em chốt cho chị Lê Hồng. Rồi mã này 12, cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 12k nè ha. Thấy vậy chứ cái này phải 20-30m đó. 12k nè. Dạ ok, nếu có thì con để cho cô nha. Rồi 12k chốt cho Sương Nguyễn. 12k chốt cho Sương Nguyễn nè. Rồi mã này 15.000 nha, 15.000 nha mấy cô nha. 15.000 ren này mềm lắm luôn á, 15k. Cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 15. 15k mấy cô ơi, 15k. 15k em chốt cho chị Baru. Rồi màu xanh này lên giùm em 18 ạ. 18 nha mấy chị nha, 18 lên giùm em mã này 18 ha mấy chị. 18 nè. 18k. 18 em chốt cho chị Thanh Trâm nè. Rồi mã này lên giùm con là 20 mấy cô ơi. Cái này xinh lắm luôn á. Rồi 20.000 nha. 20.000 mã này lên giùm con mã này 20 mấy cô. 20k nè. 20k tầng cái này độc lạ không mấy cô, dễ thương. 20k. 20k em chốt cho chị Thảo Nguyễn. Rồi mã này lên giùm con 18.000 nè, 18.000 tiếp tục. 18.000 tiếp tục mấy cô, coi coi lọ chọn trùng nha mấy cô nha. 18.000 mã này 18 ha. Mã này 18 nè. Mã này 18 ạ. Cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 18 nha, 18k. Đó. 18 chốt cho cô Lê Hồng nha.
18 chốt cho Lê Hồng, cô Trần em và con nhấn lộn á. Cái này còn nhiều mà nó cứ bị không có khớp với nhau á. Rồi mã này 15. Lê nhùm con mã này 15 đi ạ, 15k. Rồi cô nào mình chốt rồi thì mình cẩn thận, mình lưu ý giùm con mình không có chốt lại nha. Rồi mã này 15k mấy cô ơi, 15k. Rồi nó khác nhau đó, không có đồng nhất. Không biết bán làm sao luôn. Rồi 15.000 cuộn này nha. Mềm lắm luôn á. 15k em chốt cô chị Baru nè. Baru mã này 15 nè. Rồi con còn mấy cuộn đó mấy cô ơi, con còn mấy cuộn. Rồi cuộn này lên giùm em 17 ha mấy cô. 17.000 nè. À, 17.000 cái này là có turu 2 đầu nha, 17k. Cô nào lấy thì là comment giùm con 17k, cái này khoảng 2 xăng. 17k cuộn này 17 nè ha. 17. Rồi cái cuộn này thì sao nó bự dữ người ta? À, cái cuộn này nhỏ nè. 17k tốt cho chốt của chị Tuyết Trần Tuyết Chi. Rồi mã này 20 nha mấy cô. Mã này 20, cô nào lấy thì lên giùm con mã này 20.000 nha. 20.000. Rồi cái này là nó ren mỗi kiểu mỗi khác nhau nên con không có like chung được. 20.000 cuộn này. Rồi còn cuộn này siêu to nè. Rồi cuộn này là 35 nè, cuộn này siêu to nó dài hơn. Rồi cuộn này 35, cuộn này 20 em chốt cho chị Lan Nguyễn. Cuộn này 35. Má chuột đớn chắc khung luôn. 35 nha, chị lấy thì lên giùm con cuộn này 35, cái này có hình hoa sen á. 35k này cô nào lấy thì lên giùm con 35. Like 13 này xong hả chị em? Nhập viện. Cười nhiều quá no bụng không cần ăn cơm. 35.000 rồi, cái này cuộn này nó có hai cái này nha mấy cô. Lần đầu em khui ra em đã nói rồi mà. Rồi cái này cuộn này có hình hoa như văn như vậy nè. Rồi hình hoa văn như vậy à, có nó đều đều như vậy luôn. Rồi hình hoa văn như vậy đều có dạng nha. Rồi lấy giùm con. Mã này 60. 60k. Cô nào lấy mã này lên giùm con mã 60k này, cái này ren như vậy nè ha. 60k cuộn này. Cái này xinh lắm luôn á. Rồi 60k nè. Dạ giống đồ hàng thì. Đừng có cười nữa. 60k không phải. Một nút lên nè. Đây này. Con có bán một nút rồi. Rồi cuộn này bự 200.000 này, cô nào lấy thì lên giùm con cuộn này 200 nha. Nó có hình giống hình dãy núi vậy đó. Trời, mấy người có ra lấy hàng cho tôi bán không ngồi cười luôn vậy. Cuộn này 200 nè. Cuộn này 200. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con cuộn này 200k. Rồi cuộn này 200k này cô nào mua là siêu lợi luôn. 200k mình bán mét mà 1 mét phải mười mấy ngàn nha mấy cô nha. Rồi cái bộ hàng này nó độc lạ. Rồi cái bọc nút là cho mấy bạn khui bao khác, bao này hết nút rồi. Rồi cái cuộn này là ren như vậy nha mấy cô nha. Rồi lấy giùm em cuộn này 80.000 nè. Cuộn này 80. Rồi cô nào lấy thì lấy giùm em cuộn này 80k nha mấy cô mấy chị nha. 80k nè, 80k cuộn này. Rồi cuộn này bé xíu nè mấy cô, cuộn này bé xíu rất là dễ thương. 12.000. 12.000, cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 12. Lấy cái này. 12k mấy cô ơi, cái này 12.000 nè, 12.000. Cái này dễ thương lắm luôn á, mình may viền á, đẹp lắm. 12.000 cho mấy cô Mai Trần nè. Đâu, phải lấy hả? Cái cọ cùng 35 nha, nó đâu chữa bạn được đâu có đấy. Chị Liên. Rồi cuộn này 20k. Cười bề bùng luôn á. Cái này 20, cô nào lấy thì lấy giùm con mã 20, cái này xinh lắm luôn á. 20k nha mấy cô. Cái này xinh lắm mấy cô nè, 20k đó, màu đen, 20k. Rồi lát phôi bá mở đi, cái này con cái này không à. Phôi bá mở đi em. 20 em chốt cho chị Đinh Nguyễn Hoàng Quyên. Chị lại không, chị bỏ với một cái sọt lại cho chị một cái sọt trọng nữa, chị bỏ vô đây chốt. Ấy chị cho nhập mày cái này gì vậy? Nhập cái này xong rồi ba này kéo lên xong nó bán tạp gì vậy, cái giấy bán không bạn vậy. Bán ế quá, giờ cái gì con cũng bán hết. Rồi mấy cụ to to, mấy cô ít mua nè. Cái này con biết cái này. Này cái gì vậy? Lá phù cũng bẹ khối mình cái nào đưa vô nè. Rồi cái này đẹp nè mấy cô nè, cái này xinh lắm luôn á. Rồi cuộn này 85 nha. Rồi cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 85k nè. Đó, 85k. Rồi 85, chị nào lấy cuộn này thì lấy giùm con mã 85. Bạn dưới là mơ ấy, mắc cười lắm luôn á. Cười bề bùng sản vô luôn nè. 85 cuộn này nha. Còn cuộn này thì lên giùm em là mã này 210. Rồi cuộn này 210 nè. 210, chị nào lấy thì lên giùm con mã 210 nha. Mã này 210. Rồi mấy cuộn bự bự mấy cô ít mua nè. Rồi mà xinh lắm, cô nào mua về mình làm hàng ha. Nó rẻ quá trời luôn. Rồi từng nhúm này lên giùm con. Nhúm này là 30.
Rồi nhúm này 30 nha, cô nào lấy thì lên giùm con 30 hình cánh quạt nè, siêu dễ thương luôn. Mã này 30, cô nào lấy thì lên giùm con 30, cái này xinh lắm luôn á. 30k nhúm này nha. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con nhúm này 30. Rồi 30 chốt cho chị Thi Tất nè. Thôi lẹ đó, ngồi qua đó mà cười. Rồi lên giùm con nhúm này 25 nha. Rồi 25k cô nào lấy thì lên giùm con 25 ha. 25. Này xinh lắm luôn ạ. À. 25.000 nha mấy cô nha, 25k cái này trời ơi, phải mấy chục mét luôn. Lợi ơi là lợi luôn á. Rồi nhúm này lên giùm con mã này là 32. Rồi 32 nha, 32 cô lấy thì lên giùm con mã này 32 nè. 25 chốt cho Ngọc Châu Lê nè. Rồi mã này 32. Cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 32 nha, này giãn mềm đẹp luôn. 32k chốt cho Lan Nguyễn ạ. Rồi một cái bạn này lấy giùm con là mã này 22.000 nè. 22.000, ủa cái này hai loại khác nhau. Rồi lấy giùm con mã này 10.000 ạ. 10.000 cái này bản bự nha mấy cô nha. 10k đây giùm con mã này 10k nè, một cuộn như vậy 10k. Rồi 10k chốt cho Ngọc Cẩm rồi mấy chị. Rồi chị Nguyễn Hà lên số điện thoại giùm em nha. Rồi lên giùm em cuộn này 10.000 nữa mấy chị ơi, 10.000 cuộn này nè. Cô nào lấy thì lên giùm em 10k nè. À ơi, ông cần là gì gọi gì inbox cho con nha, lặn khui ra cho chuột liên lại đâu. Rồi 10k, cuộn này 10k rồi chốt cho chị nào lên giùm em mã này 10.000 nè. Khác với cái này hồi nãy nha mấy chị nha. Rồi 10k chốt cho Linh Vy nè ha. Đây, nhìn này. Đây một đồ sụp sụp. Đôi tâm lắm đó. Rồi cổ áo nè mấy chị ha, cổ áo nè. Này một cổ 5.000 nha mấy chị nha. Em cân lên cổ 5.000. Cái này dễ thương lắm, mấy chị ra ngoài mua cũng phải một cổ này cũng phải là 20-30.000. Em thấy người ta bán lẻ trên Shopee Lazada rồi. Rồi một cổ như vậy 5.000 lên giùm em mã này là cổ áo nha, một cổ như vậy là 5k. Dạ chị Nguyễn Hà cho em xin số điện thoại nha. Rồi 5 cổ áo cho Cao Kim Anh nè. 1 2 3 4 5. 5 cổ cho Cao Kim Anh là 25.000. Rồi cái này em còn ít rồi. Còn 5 cổ áo cho chị Nga Ngô. 1 2 3 4 5 rồi hết rồi. Này còn sót là sót 10 cổ thôi. Chứ này hồi nãy hết rồi. Rồi bằng 25. Rồi lên giùm em cái ren này nha mấy chị nha. Ren này em biết bán làm sao luôn á, chắc bán theo nhúng như vậy quá à. Chứ cắt ra cắt làm sao. Rồi một nhúng như vậy là 80 nha. Cô nào lấy thì lên giùm em mã 80, đây là như vậy nè. Đó. 80k cái này giống như là 3D á mấy cô, cái này hai miếng xếp lại á. Rồi 80 nha, con nào mua cái này lên giùm con 80 cho một cuộn bụi cho bá luôn nha mấy cô nha. 80.000. Rồi 80 chốt cho Cao Nhật Khánh, cái mớ đó của em hết mất rồi. Rồi chị Hai lên giùm em cái điện thoại lại, tại vì tin nhắn nó bị trôi mất đất rồi. Trôi mất đất của chị Hà rồi. Cái đó nếu lát còn thì em chụp cho em để cho chứ giờ hết rồi á, nó sót có 10 cái à. Ok. Em nhận đừng có để nhỏ để ra tương cuồng đừng có xài đó nha. Xài nó không bạn được, nó nó lộn xộn á. Cái này là nó. Chỉ là cái nào được, cái nào nó vô cuồng hay để cuồng á chứ đừng có để lộn xộn. Ôi mẹ ơi, cái này giờ đang bạn ta. Thằng năm. Ôi cái này nó cái cuồng này bị sổ ra một làng rồi mấy chị ơi. Cái này có chị nào chia. Cái này có chị nào chia thì em hỗ trợ em chia cho nè. Mà chia em cắt không được. Ôi má ơi giờ sao. Ôi giờ sao.
giờ nó nằm một nùi vậy làm sao ta? Chị lấy mấy mét đi. mấy mét chắc xỉu. Cái này em có thể chia được không? Này chia mà em sợ nó cắt không có đúng múi cho mấy chị được không mấy chị? Đừng cắt nữa. Hay nhìn đi được không? Trời ơi. Nhức đầu quá. Gì cái dây nhỏ nhỏ gì? Rồi cái này giờ em không có tìm mối được nha mấy chị nha. Cái này không có tìm mối được đâu. Em cắt rồi mấy chị về tận dụng thôi. Rồi nguyên một cục này nè. Nguyên cục này màu hồng mà cái ren này đẹp ghê lắm luôn á. 147.000 mấy chị. Đó cái này nè ha. Này 147.000 màu hồng siêu đẹp luôn. Mà giờ cắt kiểu sao để em chia đôi mà em cắt đại được không? Em cắt đại em sợ mấy chị bị vụn cái dây ra chịu khó một tí nha. Vẫn rẻ hơn mấy chị mua ở ngoài mấy chị. Tại cái này lỡ bị xúc ra rồi. Cái này có chị nào chia không em chia cho. Dạ nhìn chóng mặt thiệt luôn. Rồi cái này xinh lắm này mấy chị ha. Cái này xinh lắm luôn phải bỏ bọc cái đã. Rồi cái này một mớ này chắc phải mấy trăm mét luôn á mấy chị. 147k. Ủa trời má ơi. Một hộp của chung quá. Nó nhiều quá. Rồi 147k đó. Cái loại này nè. Thôi chị nào lấy hết thì lấy. Giờ em chia em cắt ra em sợ bị không có đúng á. Sợ không có đúng á. Giờ em không có cắt như vậy được. Giờ không cắt 20.000 được. Giờ chắc chia đôi được thôi. Còn cái này để em nghiên cứu lại đi. Chứ nó không biết bán. Dạ thiệt là giống bán đồ hàng luôn. Cái này mà sổ ra nó không có cẩn thận một cái nữa sổ hết. Rồi cái này cái gì ta? Rồi cái này cái gì? Này chắc là mấy cô về may cục tóc hay là may khẩu trang. À may khẩu trang này đúng rồi. Cô nào mua về mình may khẩu trang hoặc là mình tận dụng mình làm nơ hay gì đó cũng được nha. Cái này có cô nào lấy không? Em bán rẻ cho nè. Khúc nguyên cục này là 75k mà cô nào lấy thì con có thể chia nhúm ra được nha. Chia nhúm nào người nhúm 10.000 cũng chia được. Rồi cô nào lấy dây thun này về may khẩu trang thì lên giùm con này ha. Dây thun may khẩu trang nè. Hoặc là mình may cái túi đựng đồ á mấy con. Đó cái này dây thun may khẩu trang hoặc túi đựng đồ. Rồi cô nào lấy thì comment giùm con mã này nha. Rồi 10k cho chị Nguyễn Loan nè. Rồi nhẹ lắm luôn á, 10k mà một nhúm bự đại bự luôn. Rồi 10k cho chị Lan Nguyễn nè. 10k cho Cao Nhật Khánh nè. Nè. 10k cho chị Chi Đặng này, cái này mấy chị mua về may khẩu trang mà vậy á. Rồi nhiều lắm luôn mấy chị nha. Cái này mấy chị mua về chắc may khẩu trang mang cả năm chưa hết luôn á. May cho cả gia đình luôn mấy chị. Rồi 10k cho chị Chi Đặng nè. 10k cho chị Thúy Lê. Trời ơi cái này nhiều lắm. Mười ca cho Đinh Nguyễn Hoàng Quyên nè. Mười ca Đinh Nguyễn Hoàng Quyên. 10k cho cô An Nhiên. Ờ, có cô nào làm khẩu trang handmade đâu không nè. Đó cái này là hợp luôn á. 10k cho cô An Nhiên nè. Có khác gì cái tập hóa còn hơn cái tập hóa nữa luôn á Trang. Rồi Thanh Trâm 10k, lần sau bà xuống đây không có cần ra chợ Sói Kình Lâm để mua phụ liệu đâu, ghé cửa hàng tôi có đủ luôn á. Rồi 10k cho chị Thanh Trâm, 10k cho cô Thúy Lê nè. Em đến Trang 200 cái hộp nút luôn á. Rồi còn hết nhiêu đây để hết cho chị Thúy Lê luôn đi. Rồi 10k cho Thúy Lê hết rồi. Rồi hết. Biết là lấy làm gì không? Để làm này nè. Máy khẩu trang. Ba rành quá để cho tôi bạn nha. Ba để cho tôi thanh tình chút nha. Rồi ren màu đỏ này cực xinh luôn mấy chị ơi. Người ta làm cái này đấy. Thấy chưa? Người ta làm khẩu trang. Đúng. Rồi ren màu đỏ này mấy cô nha. Ren màu đỏ này xinh lắm luôn á. Rồi lên giùm em mã này là 25k một nhóm này rất là dài luôn. 25k ren đỏ ha. 25.000. 25. Mà Linh cười. 25k cô nào lấy thì lên giùm con mã này 25 nè. Mời Linh Càng có mà hôm nay có một thường sức minh đó. Mắc cười quá. Rồi 25k chốt cho chị Thi Tất nè. Rồi lên một cuộn này giùm em.
Cuộn này là thun nha mấy chị nha. Rồi 35. 35 thun. Thun màu hồng nha mấy chị nha. Rồi 35 thun, cô nào lấy thì lên giùm con mã này 35 ha. Thun mình may ở trong mình viền, mình may bó áo rồi vậy rất là xinh luôn á. May bó áo mà có viền luôn nha. Rồi 35 cuộn này. 35 có chốt cho Cao Nhật Khánh nè, rồi rẻ quá trời luôn. Cái này mấy cô mua xong rồi có ai mua mình nhường lại nó vẫn rẻ nha mấy cô nha, rẻ rẻ luôn á. Rồi cái mớ này màu đen, màu xanh cô nào mua về mình may viền em bé, may đầm rồi vậy nè. Cái này hả? 35 là cái này. Rồi 8 kia đừng có dở quên á. 80k mấy cô ơi, 80k nè ha. 80k cái này là may cái này một cái đường chỉ ở đây để mình may bo bo tròn tròn như vậy nè. 80k nha, 80k. Em chốt cho Cao Nhật Khánh. Chị ơi cái cuộn này em thấy nó bị nó đưa lên chị đi. Nó bị hơi dơ dơ, em giảm chị một nửa luôn nha. Giảm còn 40. Tại em không biết cái này có phải là dơ hay là nó loang màu hay là gì em không biết, không mà về chị tận dụng lại nè. Cái này thì bình thường ha. Cái này là bình thường. Nhưng mà có một cái đoạn nó bị đây đây này, nó có bị như vậy nè. Đó. Rồi em giảm một nửa luôn. Ghi lại là giảm con bộ 10. Rồi một cuộn sen hồng, à, hồng sen. Rồi một cuộn hồng sen nha mấy chị nha, một cuộn hồng sen. Ghi chữ ốc bọng cực bò tao ok quá nè. Nào cái này 25 ngàn. 25 chị nào lấy thì cần mấy nhà em mã này 25 hồng sen nha. Bọn 2 tém luôn, bọn 2 tém luôn. Rồi 25k nè, 25k. Dạ nay con có đồ hàng á cô Yến Lê. Phụ liệu may mặc nút dây thun rồi rang này nhiều lắm. 25k cuộn này chốt cho Thảo Trang nè. Chơi đồ, đồ. Rồi con có dây thun may khẩu trang ha. Con còn một miếng nè. Cái này cái gì ta? Rồi dây thun may khẩu trang. Mà cái này là bẹ dài. Hoặc là mình may cục tóc rồi vậy. Hoặc là mình may lưng thun đồ cho bé nha mấy chị nha. Rồi một cuộn này hơi bị dài. Rồi cuộn này lên giùm con là mã này 15k. 15k cắt sẵn. Vậy là có một đoạn dài chưa cắt. Nó có nhiều đoạn cắt sẵn như vậy nè. Mình may khẩu trang. Còn có nhiều một cái đoạn rất là dài luôn thì mình may mình tận dụng mình may gì đó con không biết nữa. Có một cái đoạn siêu siêu dài luôn. Rồi 15k chốt cho Dung Tô nè. Chị Hùng Vân lên số điện thoại giùm em đó nha chị nhé. Rồi nay chốt phụ liệu nên mấy chị canh chốt giùm em, nó hơi khó chốt một chút tại mỗi thứ có một nhúm mà. Rồi chốt cái này cho chị Dung Tô nè. Màu đỏ này của chị nào hồi nãy chốt bỏ qua cho chị luôn đi, cái màu đỏ đó kìa. Rồi này dây dù nha mấy cô mấy chị nha. Này là dây dù. Đây hai dây dù nè, dây dù. Dây dù này chắc là may lưng quần quá à. May lưng quần á. Rồi mã này là 196 mấy cô mấy chị ơi. Mã 196 dây dù nha. Rồi cô nào lấy hết cuộn này thì lấy giùm con là mã này 196. Mã 196 à. Rồi 196 dây dù, cái cuộn này phải mấy trăm mét. Dạ đúng rồi, hôm nay là hơi bị khó luôn. Rồi mã 196 nha. Rồi cổ áo hồi nãy. Rồi cổ áo cái này một cổ là 5k này, hồi nãy cô nào mình chưa lấy được nè. Một cổ 5.000 nha. Này em vẫn còn. Rồi một cổ như vậy là 5k. Con cân lên là một cổ 5k nè. Rồi cô nào chốt thì lên giùm con số cổ đi rồi con nhân ra tiền ha. Cổ áo mấy cô về may đầm hoặc là về may sơ mi, may nói chung là lên được rất là nhiều luôn. Rồi lên lại nha. Ghi tên, ghi tiền nè. Hai cổ áo cho Thi Tất 10.000. Rồi bốn cổ cho Ngọc Cẩm 20. Ừ.
2, 3, 4 5 cổ cho Thúy Lê 25 1, 2, 3, 4, 5 Rồi 5 cổ cho Trần Tuyết Chi 25 1, 2, 3, 4 Rồi 5 Dạ ok cô Lê Ngọc Loan nha. 5 cổ cho Nguyễn Thì 25 1, 2, 3, 4, 5 Rồi 2 cổ cho cô Thu Thảo 10 ngàn Mười cổ cho Ánh Mai Lê 50 Mười cổ lấy nguyên một sắc đi Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Rồi mười Hai cổ cho Hằng Võ 10k Bao nhiêu? 50 Rồi hai cổ này là 10 ngàn nè 10 cổ chị Quỳnh Diệp 50 nè Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Cô Lê Nhung, hai cổ cho Lê Nhung 10k này, ghi vào 50 chưa? Ghi vào 50 chưa? Có chứ. Rồi hai cổ cho Lê Nhung là 10.000 nè. Rồi 5 cổ cho cô Trần Tuyết Chi, cô Trần Tuyết Chi con còn 1 2 3 cổ à. 15k nha cô Tuyết Chi nha. 15k cho Trần Tuyết Chi nè. Rồi hết rồi. Rồi lên giùm con cuộn ren này đi mấy cô ha. Rồi cuộn ren này. Rồi cuộn ren này lên giùm em mã này là 85k nha. 85k, cuộn ren này lên giùm con mã này 85. 85 cô nào lấy thì lên giùm con 85 mấy cô nè, 85k. Rồi hết rồi mấy chị ơi, hết rồi nha. Rồi cuộn ren này 85k màu xanh lam lên giùm con mã 85 nè. Mã 85. Dạ, đi trong mấy vải thì chị phải giờ chờ dồn nha chị nha. Tại cái này là phải tới chủ nhật thứ hai mới chốt được đó chị. Dạ không phải, tại còn nhiều tin nhắn lắm, chưa có chốt được. Còn nhiều lắm. Rồi cuộn ren màu đỏ em có một cuộn mấy chị nè. Cuộn ren đỏ này có một cuộn, 135k. À cái này 120 ngàn, lên giùm em mã 120 nè. Ren đỏ ha. Ren đỏ 120. Rồi con nào lấy thì lên giùm con cuộn này 120 nè. 120 nha, 120. Rồi cái này có một nhúm nè, cô nào lấy thì lên giùm con mã này 10.000 nè. 10.000 một nhúm, cô nào lấy thì lên giùm con mã này 10k. 10k một nhúm này về mình may viền áo rồi vậy nha mấy cô nha. 10k một nhúm. 10k chốt cho Cao Nhật Khánh. Rồi nhúm này lên giùm em mã này là Rồi lên giùm em mã này 55k mấy chị. 55k bản bự ha. 55k bản bự, cái này siêu đẹp luôn á. Rồi 55k bản bự lên giùm em mã này 55. Mã đỏ có màu đen không, rồi giờ không nhớ có màu đen hay không mà giờ chú khui hết hàng đâu, còn nhiều lắm. Rồi 55 con chốt cho cô Yên Lê nè. Rồi lên giùm em cuộn này màu xám ha, cuộn này màu xám lam 102. Rồi 102 cô nào lấy thì lên giùm con mã này 102 nha. Rồi 102 nè. 102, cô nào lấy thì lên giùm con mã 102. Rồi cái cuộn này dài lắm mấy cô, mua về mình chia cho mấy bạn hàng á là vẫn rẻ lắm nha mấy cô nha. 102 rất là rẻ luôn. Rồi cuộn màu kem nè. Cuộn màu kem ha, màu kem, màu này rất là cơ bản luôn á. Rồi em thấy số điện thoại của chị Hùng Vân rồi nha.
Giờ không biết bán lẻ sao, bán lẻ là phải chia ra 1 mét 5 ngàn 10 ngàn không cắt được nè, em bán theo cuộn nha. Giờ bán sỉ thôi. Mấy chị mua cái đó thì vẫn rẻ hơn, mấy chị mua ngoài 102 là mình mua được 10 mét thôi. Nhưng mà cái cuộn đó mấy chị mua về mình may xong rồi còn dư cái đó có 100 mét đó. Rồi mã này 75 nè. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con 75 ha. Cái này là thun nha mấy cô nha. 75. 75. Chia không biết cách chia là sao. Giờ để khi nào có thời gian em kéo ra mới chia được, còn này nằm trong cuộn không có chia nhanh lai được. Rồi 75 chốt cho Sương Nguyễn nè. Rồi lấy giùm em cái cuộn này đi mấy chị, cái cuộn này. Rồi cuộn này hàng dễ thương lắm nha mấy chị nha, hàng nguyên đai nguyên kiện ra mới khui ra luôn mấy chị nè. Cái này mấy chị mua ở ngoài giá mắc lắm nha mấy chị nha. Rồi ren này màu đen. Rồi lấy giùm em cuộn này là 145 mấy chị ơi. 145 ha. 145 nè. Cuộn này không biết bao nhiêu mét luôn á. Rồi 145 lên giùm em mã này 145 kèm 1145 nha. Định nói 145 kèm mét chắc xỉu cái đùng. 145 chốt của chị Thúy Lê nè. Rồi mã màu đỏ ha. Cuộn màu đỏ này em còn thêm một cuộn nữa. Này cuộn này thì 115k. Cô nào lấy cuộn này lên giùm em mã 115 nè. Mã 115. Mã 115 cô nào lấy thì lên giùm em mã 115 nha, mã 115. Rồi để cái nào có thời gian là em ngồi em chia lại. Mã 115 chị nào lấy thì lên giùm em 115 nha. Cái cuộn này bự bự không ạ? Rồi mua về mình may xong rồi hoặc là mình bán sỉ lại mấy chị nè. Mã này 165 lên giùm em mã 165 mấy chị. 165. Rồi màu này giống như là màu reo ha, mã 165 mấy chị nè, 165 nha. Chị nào lấy thì lên giùm em mã này 165 nè ha. 165. Rồi này em có mấy cuộn luôn mấy chị ơi, em có mấy cuộn luôn, cái này mà bán mét ra không biết bán làm sao luôn á. Chia là sao không biết chia là sao. Chia sao được. Giờ chia mà sổ ra xong rồi cuộn lại rồi mất thời gian ghê lắm luôn á. Sẽ có người làm giờ nó đang nằm trong cuộn ở trên live làm vậy không có thời gian. Một cuộn như vậy 115 có chị nào lấy nữa không mấy chị nè, em có mấy cuộn luôn nha mấy chị nha. 115 có chị nào lấy thì comment giùm em nha, em có mấy cuộn luôn á. Cái này cho nó đi. Mấy cuộn 115 luôn. Rồi không biết chia sao chị nha, không cái này không biết chia sao hết. Rồi dây thun này người ta đã may sẵn như vậy chắc là lên lưng quần nè. Cái hai dòng. Không. Đó. Ờ cái này 4.000. Rồi em lên một từng nhúm nè mấy chị ơi. Từng nhúm mấy chị chốt cho em từng nhúm 10.000 10.000 đi. Dẹp. Lưng thun này vẫn rất là rẻ nha mấy chị nha. Rồi cái 2.000 thiệt, con lên cái 2.000 nè. Một cái vậy 2.000 nha mấy chị nha. Vậy 2.000 dây thun. Rồi có cô nào lấy không lấy gì em như thun này cái 2.000 á. Bo sẵn rồi mấy chị. Đạp sẵn rồi. Đạp sẵn rồi nè. Rồi rồi để khi nào có là con để cho cô Vân Nguyễn ha. Hai cái cổ áo này ha. 10k kìa. 10k cho chị Thúy Lê nè. Là 5 cái. 1, 2, 4, 5 nè. 10 cái cho cô Yên Lê. Là 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là 20 cho cô Yên Lê nè. 20 cho cô Yên Lê, dư một chút được không sao, đừng có sơn vân nữa, không có thời gian. 10 cái cho Ngọc Châu Lê 20.000 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi 20k cho cô Ngọc Châu Lê nhớ ghi kìa. Đọc cái cãi cho nó cầu tiên đâu. Rồi 20k là 10 cái cho chị Nguyên Nguyên này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi em còn 1 2 3 4 cái chị Bích Bích ơi, cái này còn 8.000 nha chị nha. Nghĩa là bụng cải băng tạm ca. À đây 5 cái luôn nè, 10.000 hết luôn rồi. Vừa đủ. Rồi em có một cuộn xanh này rất là dễ thương nè. Rồi lên giùm em mã này 66 mấy chị ơi. Để đi lạc cọ cho bạn nữa. Rồi 66 nha mấy chị nha, 66. Rồi chị Kim Dung ơi, em có hai cái này em còn có mấy cái à? 1 2 3 4. Rồi còn 4 cái 8.000 nha chị nha. Rồi 8 rồi 10.000, 10k đủ luôn luôn 5 cái nè. Rồi 5 cái cho chị Kim Dung, 10k ghi vô 10k. Rồi mã này lên giùm em 66 mấy chị ơi, cáo chốt cho Cao Nhật Khánh nha. Rồi chị Ba Ru ơi, tới chị là hết rồi nha chị nha. Rồi 65k chốt cho Cao Nhật Khánh nè.
Cuộn này chắc chia quá, không biết chia sao luôn. Mấy cái này không biết chia sao. Cắt cho. Cắt mà phải ngồi đó. Rồi cuộn này 25, cô nào lấy thì lấy giùm em 25. Cái này là chị bản bự nha mấy cô mấy chị nha. Rồi 25k nè. Cái này siêu dễ thương luôn. Rồi 25k nha. Cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 25 nè. 25 nha. 25 chốt cho chị Linh Nguyễn. Rồi cái này con có cái hai cái này là 5.000. Cô nào mua về mình đắp lên áo như vậy nè. Cái 2.500 thôi. Rồi cái 2.500 con có hai cái ha. Con có hai cái lên giùm con cái này 5k. Cô nào lấy thì lên giùm con mã 5k nè. 5k. Rồi 5k con chúc cho cô Mai nè. Rồi cuộn này lên giùm con 5k luôn mấy cô ơi. Cuộn này 5.000 đồng. Rồi 5.000 đồng cuộn này trời siêu dễ thương luôn á. 5.000 nha. Còn một cuộn này thì siêu dài. Cô nào lấy về làm hàng thì comment giúp con. Rồi để rảnh rảnh có bạn nào ngồi chia ra đã, chia nhỏ ra cái đã. 25 hết rồi. Rồi 5k chốt cho chị Ngọc Cẩm nè. Rồi cuộn này là 250. Cô nào lấy thì comment giùm con 250 nè ha. Không có chia mét được. Lấy hết cuộn luôn. 250 tại cái này giờ ở trên line không có người mua. Ừ, nắm luôn. Nắm cá luôn. Cái này 250 nha. Cô Dung Phạm ơi, lâu rồi không gặp nè. Hôm nay con lên rất là nhiều món luôn á. Rồi cuộn màu xanh này em có hai cuộn á chị. Màu xanh này có hai cuộn ha. Rồi cuộn cái cuộn này khác nha. Cuộn này 68k lên giùm con mã này 68 á cô ơi. Rồi 68k cuộn này. Màu xanh này ha. Màu xanh 68 đó là rang chỉ nè. Đó. Mấy cô ra này mua cái này 1 mét cũng phải là 7-8 ngàn gì đó nha mấy cô nha. Rồi cái này lên giùm con mà cái này cũng phải cái 100 mét nha mấy cô. Rồi 68 chốt cho chị Ngọc Châu Lê này, rồi còn một cuộn nữa. Rồi cuộn này thì nhiều hơn nha, 70. Cuộn này 70. Cô nào lấy thì lên giùm con 70 nè. Rồi cuộn độc lạ này cô nào lấy thì con cắt con chia cho nè, tại cái này dễ cắt ha. Rồi mã này mã 200 kèm mét ha. Thun chỉ con không biết thun chỉ là sao hết. 70 chốt cho Thảo Trang nè. Cái này bán mét đúng không nè. Cho em cái túi to đi. Này bán mét cái này chắc chết luôn á, mất xỉu luôn. Để em coi 1 mét là bao nhiêu đã nha. 3 4. Thả thả đi, để đi chị Lắng. Làm đại đi nha mấy cô mấy chị nha, chứ giờ chính xác là em không biết đâu, không biết được. Rồi của chị Bích Ngọc Trần, cái này là 32k nè. Bích Ngọc Trần 32. Rồi cô Kim Cúc Trương, con lấy đại đi nha cô nha. Con lấy đại được không? Rồi mỗi cô con lấy một nhúm đây. Rồi của cô Kim Cúc Trương 30.000 nè. Ồ, không phải, của cô Kim Cúc Trương 25. Cô thấy là cái này là của ai? Cái đầu của chị Bích Ngọc Trân. Bích Ngọc Trân. Bích Ngọc Trân 32 nè. Rồi Kim Cúc Trương 25. Rồi chị Kim Dung, chờ em xíu nha. Chứ giờ đo của nó lâu lắm đó chị. Tại cái này bán như vậy là nó thời gian nó trôi đi nhanh lắm. Cái này nếu mà đo mét là người ta bán 1 mét phải 10 mấy ngàn, hoặc là bán như thế nào đó. Chứ còn bán như vậy là không có bù lại được tiền công đó mấy chị. Rồi mã này là 30 cho chị Kim Dung nè. 30 cho chị Kim Dung. Mấy cái bù bù này là sao? 30 cho chị Kim Dung. Rồi cô Mai Trần ơi, cái này 20k cho chị cô Mai Trần nè. Kim Dung đâu? 30 cho chị Kim Dung. Em bận không được mà. Rồi 20 cho cô Mai Trần.
rồi chị ba ru nè. Có ghi vô không thấy lắc quên kìa. Đó. Đừng sai á nha. Chưa có chưa đâu. Rồi em hỏi ngược lại chị bực mình đó nha. Em làm cái gì vậy? Chị em lấy chỗ nào? Giờ cần cái kia bill nào, cái bill của ai? Chiên cút chưa? Chiên cút trương chưa? Đưa cái bọc đó chị cân bao nhiêu tiền? Cái này 30k. Rồi chị ba ru nè. Chị ba ru mã này 30. Ba ru 30 ghi vô lẹ. Cô Kim Dung nè, à, cô An Nhiên nè. Rồi cô An Nhiên 30. Cô Kim Ngúc Trương, cô Kim Ngúc Trương khúc đó 30k hình như là nhiều hơn, nhiều hơn 5m á. Rồi 40k chị Bạch Du chắc lấy hết cuộc, không đủ 40 rồi chị ơi, còn bao nhiêu lấy hết nha chị nha. Rồi của chị Bạch Du cái này còn có 30.000 thôi. Cái này khoảng 31.000 á, lấy 30 đi chị. Rồi 30k cho chị Kim Cô, cho chị Nguyễn Bạch Du này 30. Rồi em có cái này chị nào chưa lấy thì mình lấy ha mấy chị ha. Cái này nó dài hơn nha mấy chị nha. Dài hơn rồi một cuộn vậy là 40 nè. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con cuộn này 40.000. Rồi dài hơn hồi nãy nha. Rồi cuộn này 40k. Cái này là ren nha mấy chị nha. Ren lưới theo nè. Lưới theo á. Lưới theo ren theo. Rồi 40k một cuộn này rất là dài. Cô nào lấy thì lên giùm em mã này 40 ha. Mã này 40 lên từng cuộn nha mấy chị. 40 lên một cuộn cho cô Kim Cúc Trương 40 nè. Rồi còn cô nào chưa lấy thì lấy giùm con cứng cuộn này là 40k nha mấy cô. Cuộn này là 40. Rồi cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 40 một cuộn nha. Bỏ qua cho nó xòa ra, ngày mai nó lộn xộn nè. Tự nhiên nó đang cột dễ nằm lộn xộn ra. Bỏ vô hẹp giùm chị cho nó gòn gòn đi. Một cuộn như vậy là 40, cuộn này nhiều hơn nè mấy cô nè. Coi chừng là lộn xộn, hoặc xoa ra đó. Không được mang dép ở ngoài vô con. Đây là hồng sen nha mấy cô nha. Hồng sen lên giùm em mã này 95k, cuộn này 95 nè mấy chị này, hồng sen. Cái này chỉ mỏ nhỏ xíu luôn. Hồng sen này mã này 95 lên giùm em 95 đi mấy chị ơi. Không vừa thì bỏ hai bọc lắm trời ơi. Rồi 6 một cuộc. Rồi lỡ nó đổ ra hết thì sao? Rồi 95k nha. Cô nào lấy thì lấy giùm con mã nó 95. Cuộn ranh chỉ nè ha. Mấy chị nó thực sự là không biết bán sao, chắc phải chờ để chia ra mấy cô. Rồi cuộn này là nhờ cô nào lấy không hả? Rồi chờ chia đi mấy chị ơi, chờ chia cho cái này không biết sao để chia đây. Cái này không biết chia sao hết, ngồi phải soạn ra. Rồi đơn mà mình chốt rồi là đi rồi, còn chưa chốt là chưa đi á cô ơi. Tại vì giờ con cũng không biết là đơn của mình là đi chưa nữa. Cuộn này không phải 40 đâu, cuộn này 95 lận. Màu hồng này 95, à 40 cuộn này đúng không? 40. Rồi 40 cho cô An Nhiên một cuộn nè. Rồi lên nút chờ em một xíu nha chị nha, tại vì em đang khui ra lên từ từ á. Tới nút là em lên nút liền luôn. 40 cho cô nè. Rồi lên từng nhóm nhỏ nhỏ này đi mấy cô mấy chị nè. Để chưa gọi là chưa chốt đâu cô ơi. Rồi mã này 30. Rồi cô nào lấy lên cuộn này giùm con 30.000 nè. 30.000 cuộn này, cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 30 nha. Mã này 30 nè. Rồi cái này con còn nhiều cục nhỏ nhỏ này lắm mấy chị. Rồi 30 chốt cho Quỳnh Diệp. 30 cố chốt cho Quỳnh Diệp. Rồi cục này 45k, cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 45 này. Nó là ren khác nha mấy cô nha. Rồi 45k mã này lấy giùm em mã 45, nhiều hơn nữa. 45 mã này. Không cần.
Tại vì em bỏ ra chị phải lôi ra rồi bỏ vào lại, nó mất thời gian hai người làm chứ không. Rồi mã này là 33 nè. Con nào lấy mã này thì lấy giùm con 33 nha. Rồi mã này 33, rồi 45 chốt cho Cao Nhật Khánh. Rồi cục này 33 này, con nào lấy thì lấy giùm con mã này 33. Có dây kéo mà giờ hiện là hết dây kéo rồi. Rồi cuộn này ren này 33, cô nào lấy thì lấy giùm con 33, nó siêu rẻ luôn. 33 Visa Link lên số điện thoại giùm em chứ không có chốt được nha Visa Link nha. Rồi lấy giùm em mã này 32. 32 mã này cô nào lấy thì lấy giùm em 32 nè. 32. Rồi mã này là 17.000. Rồi cô nào lấy thì lấy giùm em mã này 17.000, tông này màu xanh đen ha, xanh than á. 17, cô nào lấy thì lấy giùm em mã này 17 ha. Mã này 17 này rất là dễ thương luôn. Rồi mấy cuộn ren dài này chắc chờ em chia nha mấy chị nha. Cái này không biết có chị nào mà lấy hết cái này không. Cuộn ren dài chờ em chia đi ạ. 17 chốt cho chị. Chị chưa chốt nữa hả? Chốt cho chị Đỗ Hằng. Chờ chị chốt nha. Em in vậy rồi em cũng không đọc, chị đâu biết ai để chị chốt đâu. Nhanh quá. Tôi biết cái chị ấy ít rồi. Rồi chuẩn bị tới cái hàng rất là mắc cười nè. Rồi lấy giùm em mã này là 70k mấy chị ơi. 70k màu xanh dương ha. 70k xanh dương. Rồi bẹ này khoảng 40 xăng á. 7 xăng mấy chị, 7 xăng. 7 xăng nha. 7 xăng em chốt cho chị Nguyễn Liên nè. Rồi 70. Rồi nút nè mấy chị ơi. Nút với dây xích trời quá nhiều loại luôn. Chị lấy cái túi cho con. Rồi ok chị Visa Linh cái nha. Cái này, cái bọc này. Rồi lên hàng đồ hàng này mấy chị nè. Rồi cái này là cái kim cúc đó mấy chị. Cái kim là vô cái gì. Đây cái này như vậy nè. Chúng mình là làm cái cài áo á. Chị nào mua về làm cái cài áo á, làm cái cài áo nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em cái này 5.000 mấy chị ơi, 5k nè. 5k. Rồi chị nào lấy lên giùm em cái này 5k về làm cài áo nha mấy chị nha, làm cài áo hoặc là cài tóc rồi vậy á. Con chốt cho cô An Nhiên 5.000. Rồi hộp nút ha. Rồi mã này 15. Rồi nút như vậy nè. Chắc là mua về để đóng á mấy cô, để đóng nút bọc á. Rồi một cọc này 15k. Rồi cô nào lấy thì lấy giùm con mã này 15k nè. Rồi nút màu đỏ ha. Nút màu đỏ này ha, nút màu đỏ. Rồi lấy giùm em mã này 35.000 nha, 35.000 nguyên bọc. 15 chốt cho chị Loan Nguyễn. Rồi bọc này là 35, cô nào lấy thì lấy giùm con 35, con có một bọc nè. Rồi bọc này 40 nè. Rồi 35 chốt cho Thu Vân Nguyên. Rồi bọc này 40, cô nào lấy thì lấy giùm con 40, cái này nhiều lắm luôn á. Cô nào lấy không hết thì con chia được nha, cái này con chia được nè, 40 con chia đôi được. Rồi bọc này nha, nút này nha. Rồi nút này lên giùm em mã này là 17.000. 17.000 một bọc nút này nha. Rồi bọc này 40 màu đỏ, có cô nào lấy không con chia cho. Rồi chia cho Visa Linh nè. Rồi này có cô nào lấy không con chia cho nè. Rồi các con nào chia cái phần còn lại này là 20 không ạ? 20. Dạ mà chị Timon ơi, em chốt đơn qua tin nhắn á chị, còn tin nhắn mình không trả lời thì em mới mới gọi điện á chị nha. Dạ cảm ơn chị cô Trung Thu. Cái này em không biết gọi là mấy phân ra. Một xăng hả chị? Em không có biết cái này, lần đầu tiên em bán luôn. Rồi 20k chốt cho chị Quỳnh Thị Đỗ nè. Cái này là 1cm là cả đường kính luôn á. Đồ đó đừng lại cái bọc. Rồi cái này 17.000. 17.000 chốt cho chị Nhung Nguyễn. Cái này là nút này là đường kính 1cm nha mấy chị nha. Rồi còn cái này là rồi này 30.000. 30k nút màu cam á. Rồi 30k nè.
30k, cô nào lấy thì lên giùm con mã 30. 1 cm đường kính nha. Em hát xì một phát nó xuống luôn. 30k em chắc cô chị băng nè. Đừng có để ngang như vậy. Em có để dọc dọc ra. Rồi 30k chắc cô chị băng. Rồi đơn nè, em chốt rồi là đi rồi, mà chưa chốt là chưa đi nha mấy chị nha. Rồi nút màu vàng này là nhỏ xíu nha mấy chị nha, nút màu vàng này nhỏ xíu luôn nè, nhỏ hơn một xăng một xíu. Rồi lên giùm em mã này 22. Rồi 22 nút vàng lên giùm em 22 nè. Có nút gỗ, nút xà cừ có luôn nha. Rồi 22 mã này chị nào lấy thì lên giùm em 22 nè. 22 chốt cho chị Nguyễn Liên. Rồi nút trắng này, nút trắng đẹp mấy chị nha, nút trắng đẹp, nút này bự ha. Nút này khoảng cỡ đường kính khoảng cỡ gần 2 xăng nha. Rồi lên giùm em 25 mấy chị, bạc bằng này 25k, còn này 25k. Nút trắng sơ mi chưa thấy rồi. Rồi bọc này 25, chị nào lấy thì lên giùm em mã này 25 này ha, 25. 25 chốt cho Cao Nhật Khánh nè. Rồi nút vàng này em chia được nha mấy chị nha, cái này là 40, chị nào lấy thì em chia đôi nha. Cái này màu vàng nha, chị nào lấy thì em chia đôi ha. Rồi nút màu vàng chị nào lấy thì em chia đôi. Chia đôi lên giùm em mã 20 vàng mấy chị. Rồi vàng 20 cho chị Sương Sương. Rồi còn chị nào lấy nó không mấy chị ơi, còn 20 vàng nè. Vàng nút 1 xăng đó mấy chị ơi. Rồi em có cái nút màu hồng, nút bự nha mấy chị nha, nút này nè. Rồi vàng 20 chị Quỳnh Thị Đỗ, ghi vô 20. Rồi màu hồng này là em chia đi nha mấy chị nha, em chia đi ha. Rồi 20 ngàn một túi nè. Chị nói thì cần mấy giùm em 20 một túi, em có 2 túi á. 20 hồng. Chị Mai Lan không có số điện thoại rồi. Rồi cái vàng này, hồng này có em có 3 túi mấy chị ơi. 3 túi 20 hồng nè. Một túi như vậy là 20k, chị nào lấy thì lên giùm em 20 nè. Hồng nha, hồng nút bự. Có hồng nút bự. Rồi nút này của em được đường kính là 22 cm. Đường kính là 2 cm, chị Vũ Huyền cho em xin số điện thoại với. Rồi Võ Huyền lên 20 hồng nè. Rồi em còn hồng nữa, chị nào lấy thì comment giùm em 20k nha mấy chị nha. 20k em còn mấy bịch nè. Rồi 20 cho chị Thu Vân Nguyên nè. Rồi 20 cho Quỳnh Thị Đỗ. Rồi tới nút này màu. Rồi xung xa hạt lựu rớt xuống quá trời rồi mấy chị ơi. Rồi nút màu đỏ này, nút nhựa nha mấy chị nha. Nút nhựa màu đỏ nè. Rồi lên giùm em nhúng này là 14k. 14k nhiều lắm luôn á. 14k nút này nhiều lắm mấy chị. Một nùi luôn nha. 14k nút nhỏ nè, 14k siêu rẻ luôn. Rồi 14k chốt cho bé heo, có đen luôn á. Rồi lên giùm em cái nút này là nút hàng thời trang mấy chị nha. Nút này đẹp, lên sơ mi đồ đẹp lắm nè. Nút mà nó có ánh nhũ nhục, ánh mã sau á. Rồi cái này của em chia đôi ha, mỗi chị là 17 ngàn. Khúc này của em là 34 ha. Chị nào lấy thì em chia cho 17 ngàn một nửa một người. Rồi lấy 17 ngàn lúc này mà về mà mình xài em nghĩ chắc cả năm chưa hết luôn á. 17 cho chị Bạch Du nè. Rồi 17 cho cô Yên Lê. Bọc nhỏ đi. Bọc nhỏ đi. Con tự nhỏ, con tự nhỏ. Rồi nút hàng độc lạ nè. Rồi cái này nút độc lạ thời trang nha mấy chị nha. Nút thời trang nè. Cái này ít lắm. Lên giùm em mã này 10k thôi mấy chị ơi. 10k. Phạm Nhân đứng xa với Hoa Thị Kiều hồi rồi, chị Lâm Phiên Hoài nè.
Rồi 10k, 10k mã này chờ em xíu em chốt cho chị Nguyễn Liên nha. Sạc nhân đứng trả giá hao tiệt kiệm, nó họ cắt cá họ gọi chị Lâm Phiên quả trời luôn á. Rồi lên giùm em nút chủ cái này 5.000 mấy chị ơi. 5k có chữ fashion. Rồi 5k nha mấy chị nha, chị lấy thì lên giùm em mã này 5k. 5k cái bọc không hết tiền luôn. Rồi 5k chốt cho Sương Sương nè. Rồi nút màu xanh lá mấy chị. Nút màu xanh lá nha. Đây xanh lá nè. Rồi lên giùm em mã này 15.000. Ôi 15.000 một nùi luôn mấy chị ơi. 15k xanh lá. Chốt cho chị Thu Vân Nguyên ghi giùm chị 15k nè. Rồi nút màu hồng tím nha, ghi chữ 15k nha. Rồi màu hồng tím nha mấy chị nha. Rồi 10k. Chị nào lấy thì lên giùm em mã 10k nè. Rồi 10k màu tím này lên giùm em mã 10. 10 chốt cho Nguyễn Liên nè. Màu đỏ này em chia nha mấy chị nha. Màu đỏ này chia đôi ha. Rồi chia đôi. Cái này chia đôi một nửa là 17k nè. Màu đỏ này chia đôi nha, mỗi chị 17.000. Rồi 17.000 của chị Băng nè. Rồi may la không có số điện thoại. 17.000 chốt cho Thu Vân Nguyên nè. Chị nào mà khách mới lên số điện thoại giùm em cập nhật với hệ thống thì mình mới chốt được nha mấy chị nha. Rồi màu xanh biển mấy chị ơi. Xanh biển. Rồi xanh biển một nửa là 15k, cái này một bọc này là 30.000. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã 15 ha, 15.000 một người. 15.000 một người mấy chị. Rồi 15.000 cho chị Băng, 15.000 cho chị Bé Heo. Rồi thấy số điện thoại của chị Mai Lan rồi, chốt mã mới giùm em ha. Rồi màu tím Huế mấy chị ơi. Màu tím Huế nó có trộn lẫn một hai nút màu đen á. Rồi lên giùm em mã này là 15k nha mấy chị nha. Màu tím Huế 15.000 nè. Tím Huế 15k. Tím Huế 15, lên giùm em 15 tím nè. Chưa thấy chị ơi. 15 tím Huế. Lên giùm em 15 tím nha. 15 tím chốt cho Băng. Rồi cái hộp nút này nó siêu dễ thương, giống hình bông hoa vậy đó, màu hồng. Rồi cục này của em 40, em chia cho chuẩn chị một nửa nha, một nửa là 20 á. Cái này lên giùm em 20 hồng đi, cái này em chia đôi nè. 20 cho An Nhiên, 20 cho Ngọc Châu Lê. An Nhiên nè. 20 cho Ngọc Châu lên. Sụn nó có giống chi đi chị không có biết. Thả hồ trời chi đi thằng người ta rồi gọi hội hoa thì đang lái là ngắt lái bây giờ. Rồi nút màu hồng nha mấy chị nha. Nút màu hồng này là mỗi người là lên giùm em là một nửa nha, một nửa là 20.000. Một nửa 20.000 lên giùm em một người một nửa. Rồi 20 hồng mấy chị. 20 hồng phấn nha, 20 cho Thu Văn Nguyên nè. Rồi 20 cho Mai Lan. Rồi hết. Rồi lúc này nút thời trang ha mấy chị ha. Rồi cái này 10k, chị nào lấy thì lên nha, 10k. 10k nha mấy chị nha. Rồi 10k này chị nào lấy thì lên giùm em 10k, giống như là ngọc trai vậy đó nhưng mà là bằng nhựa nha. 10k chốt cho Bé Heo. Rồi màu xanh nè mấy chị nè. Rồi màu xanh này em chia được cho 5 chị mấy chị nha, mỗi chị lấy 10.000 đi ha. Chia cho 5 chị này mỗi chị 10.000, cái nút này nhỏ xíu luôn mấy chị ha. Nút này đường kính chưa được 1 cm đâu mấy chị. Lên giùm em mã nút xanh 10k một bịch đi.
10k chị Thu Vân Nguyên nè, 10k cho Mai Lan. Rồi còn chị nào lấy 10 nữa không nè? Rồi còn chị nào lấy 10 nữa không mấy chị? Mỗi chị 10 ngàn đi nha mấy chị nha. Làm gì để mày xuống làm gì? Hả? Chưa có cập nhật được. Đi bán cá luôn. Rồi 10k cho chị Băng ạ. À. 10k cho chị Bé Heo. Rồi còn một chị nữa nè mấy chị ơi. Còn một chị nữa. Rồi em còn 10k nút xanh, chị nào lấy thì comment giúp em còn 10 nút xanh. Số điện thoại của chị, mật khẩu là số phiếu chị dùng chỉnh. Chị ạ việc hóa. Rồi 10k chị Nguyễn Liên rồi hết. Rồi nút đỏ ạ. À. Rồi mã này 15.000 chị nào lấy thì lấy giùm em 15k mấy chị nha. 15k nút đỏ. Giữ cái áo cặn của mình. 15k chốt cho chị Băng nè. Này em vẫn còn nha. Rồi em còn cái này là hai chị nha, em chia được cho hai chị nữa. Thấy số điện thoại của chị Lan Nguyễn rồi. Rồi lên 15 cho Thương Hoàng, 15 cho Mai Lan. mười lăm cho thương hoàng mười lăm mai lan Lan Nguyễn có số điện thoại bỏ căng nút trắng chưa thấy à. Rồi nút màu tím này mấy chị nè. Rồi nút tím này lên giùm em 10 ngàn mấy chị. 10 ngàn nút tím nha, chị nói thì lên giùm em 10k nè. 10k tím. Rồi tím 10k chị Thu Vân Nguyên nè. Rồi màu này màu xanh dương đậm nha. Rồi xanh dương đậm này em chia đôi cho mỗi chị là 25k. Bông hoa này mấy chị nè. Em chia đôi. Rồi nếu không thì em chia 3 cũng được mấy chị nha. Em chia 3 đi ha. Chia 3 đi. Chia đôi luôn đi cho nhanh. Rồi 25 cho chị Nguyễn Liên, 25 cho chị Băng nè. Rồi 25 cho chị Băng, 25 cho chị Nguyễn Liên hết. Rồi lúc này bự cha bá luôn mấy chị nha. Ở trong này nó có điêu khắc nè mấy chị nè. Đó bự cha bá có điêu khắc. Rồi một cái nút như vậy là đường kính là khoảng là 25 cm nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em mã này 20. Mã này 20 mấy chị. Rồi màu đỏ này ha. Rồi 20 con chốt cho cô Yên Lê. Rồi cái này là màu đỏ đô nha, màu đỏ đô. Rồi màu đỏ đô này bóc cho con theo số rồi được con bóc cho con cân nha mấy cô ơi. Rồi cái này con không biết một nguyên một cục này là tới 100 mấy chục ngàn rồi. Đã nhận con từng nhúm đây nha mấy cô. Nhúm từng 10 ngàn, 20 ngàn gì đó. Rồi đây nhìn con là nút đỏ kèm mét này, nút này bự này ha. Nó có chữ là American á. American Vintage. Rồi đỏ đô cho chị Băng 20k nè. Rồi 20k. Rồi Trần Kiều Nương 10 ngàn. Trần Kiều Nương 10. Rồi Mai Lan 20 nè. Mai Lan 20. 10k cho chị Thương Hoàng. Trần Kiều Nương là chị chưa bận à? Bận thôi, có hàng ra chứ kia. Thương Hoàng 10. Đã chưa? Chưa. Rồi, thẻ máy rồi. Xuống hoang bỏ vào đây. Mày là mày là không chạy. Rồi Võ Huyền 20 nè.
ca luyến trường. Thu Văn Nguyên 20. 10 20. Rồi 20 Thu Văn Nguyên nè. Rồi cái này con còn có. Rồi 11.000 tính 10k chị Loan Nguyễn luôn. Rồi mớ này không biết mấy chị. Rồi chơi cái này rớt rồi. Rồi dây xích nha mấy chị nha. Dây xích. Rồi cái này là của em là 90k nè. Em không biết cái này xích sợi hay là nó nguyên dây nữa. Cái này sao ta? Rỡ. Là nguyên cây đó. Rồi 90 có chịu nào mua cái này về mình làm. Từ có cái này đây. Đây. Nguyên một chùm như vậy nó có rất là nhiều sợi nha mấy chị nha. Rồi đỏ hết rồi mấy chị ơi. Rồi em like thêm khoảng cỡ một xíu nữa rồi em nghỉ trưa rồi khoảng nghỉ trưa khoảng nửa tiếng là em lên lại nha, tại hôm nay em lên hơi trễ đó. Đúng rồi. Đang cục hàng trà là có thực cái gì? Có thực có hai đứa nắng trà là hai đứa cái gì đó sạc nhân thôi. Rồi dây xích này chị nào mà mua về mình làm khóa lên áo hay là sơ mi gì đó mấy chị, nó làm như vậy nè. Rất là xinh luôn nha mấy chị nha. 90k khúc này. Mình chắc phải lừa ráo quá. Rồi 90k chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 90 nha mấy chị nha. Rồi lên nút tiếp nè. Nút trắng này nó hơi dẹp dẹp mấy chị. Rồi cái này 6k mấy chị nha. 6.000. 6.000 chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 60. 60. À 6.000 nha mấy chị nha, 6k nha. 6k. Chạy mất tiêu. Rồi nút này giống như nút ngọc vậy đó. Nút màu đen này mấy chị nè, nút màu đen này. Rồi nút màu đen là hột như vậy mấy chị nha, hột như vậy nè. Chị nào mua về mình đính cúc đồ bộ rồi vậy mấy chị. 6k chắc là chị Luyến Trương nè. Rồi cái cục tin nhắn nãy giờ nó bị ẩn em không có biết được á. Rồi 90 chắc cho chị Cao Kim Anh nè. Bị ẩn rồi comment. Rồi nguyên cục này chị nào lấy thì em chia nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì cho mình comment giùm em nút đen kèm số mét. À kèm số mét nữa chứ. Rồi 10k cho Đào Nguyên Anh nè ha. Rồi 10k Đào Nguyên Anh. 10k Thúy Lê nè. Rồi nẹp thun em không biết cái đó luôn á. Rồi 10k cho Bạch Du nè. Hai mươi k cho Nguyễn Liên nè. Còn trắng á chị Thu Văn Nguyên ơi. 20k cho Nguyễn Liên. Rồi 20 cho chị Nhung Nguyễn. Rồi còn 10.000 thôi. 10k cho Lan Nguyễn hết rồi. Rồi trắng cho chị Thu Văn Nguyên cái này 5.000 nè. Có 5k à chị. Rồi rút cái nút này là em like hết bọc nút rồi em nghỉ trưa một xíu khoảng cỡ nửa tiếng một tiếng quay lại em like nha mấy chị nha.
Rồi nút vàng lên giùm em mã này là 13.000 mấy chị ơi. 13.000 nút vàng. Chị nào lấy thì lên giùm em mã này 13k nè. Mười ba k màu vàng, rồi chốt cho Đào Nguyên Anh nè. Rồi đây nhà em nút đen này là nút dẹp như vậy nha mấy chị nha, nút dẹp như vậy khoảng 1 xăng rưỡi nha mấy chị, 1 xăng rưỡi nút đen nha. Rồi nút đen này là 40, chị nào không lấy không hết thì mình chia đôi nha mấy chị nha, 40 anh chia cho hai chị. Rồi 20.000 một chị nè. Chị nào lấy thì lấy giùm em mã 20. Rồi đen 20 cho Thu Vân Nguyên nè. Rồi đen 20 cho Ngọc Châu Lê. Rồi mã này không biết màu gì. Mã này em thấy là màu tím cẩm nha mấy chị nha. Mấy chị về mấy chị chùi ra giống dính phấn á. Rồi màu tím cẩm, lên giùm em mã tím cẩm. Rồi cục này nó bé lắm, 14.000. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 14k mấy chị nha. 14k tím cẩm, về mình rửa cái phấn đi nha mấy chị nha. Phấn màu xanh đó. 14.000 chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 14 ạ. 14 nha. 14 chốt cho Luyến Trương nè. Rồi màu hồng tím mấy chị ơi, cái này em chia đôi cho mấy chị được nha. Rồi chia đôi cho một chị là 16.000 mấy chị. Chia đôi cho một chị 16k. Nút màu hồng nè. Nút này rất là dễ thương luôn. Một chị 16 một nửa. Luyện trướng đi em. Bỏ cái lạc quên mới nhớ. 16k em chốt cho chị Thu Vân Nguyên một nửa nè. Chị Nguyễn Liên một nửa nè. Rồi lúc này màu đen tuyền nha mấy chị nha. Màu đen này 4 lỗ. Rồi lên giùm em cái này có 4.000 à. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em 4k nè mấy chị nè, 4k. Cái này chị nào mua về mình may dây nịt nè mấy chị nè, cái này dây nịt nha. Dây thắt lưng. Cái này dây thắt lưng á, dây thắt lưng nha mấy chị nha. Rồi 4k em chốt cho chị Lê Hồng. Thắt lưng. Rồi thắt lưng này một cái 10k mấy chị. Cái 10k thắt lưng. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em nè ha. Em có một mớ nè, thắt lưng này một cái 10k. Cái này có 10.000, cô nào lấy thì lên giùm em mã này là thắt lưng một cái 10.000 nè. Có cả móc khóa đồ hết luôn á, 10k một cái. 1 2 3 đồ một mớ luôn mấy chị nha. 10k một cái, chị nào lấy thì lên giùm em mã này là 10k một cái thắt lưng nè. Đó 10k một cái thắt lưng. Rồi lên nút tiếp, cái này là lên hàng em bé đi. Rồi ba Mai Lan 3 cái là 30 nè. Rồi một cái cho chị Băng 10.000. 30 nhờ ghi tiền 30 kìa. Nhanh tay. Rồi 10k chị Băng một cái nè. Rồi mã này chị nào mua về mình làm kẹp tóc hay là mình đính vô đầm cho em bé nha mấy chị nha. Rồi nguyên mớ này lên giùm em 10k mấy chị. 10k cái này một mớ luôn. Về mình đính đồ lên kẹp tóc hay là mình đính đồ lên đầm á, có màu vàng với màu hồng. Cái này nhiều lắm luôn á, bằng xốp nha mấy chị nha. Rồi 10k một bịch. Rồi 10k chốt cho Luyến Trương nè. Rồi nút thời trang, nút kiểu ha. Rồi nút kiểu mấy chị nha, nút kiểu ha. Rồi đây giùm em mã này là 11.000. Thôi lấy 10.000 thôi cho nó chẳng. Nay em bán hàng đồ hàng chị ơi. 10k này nhiều lắm luôn á. 10k hàng nút thời trang mấy chị nha. Nút thời trang 10.000. Rồi chốt cho chị Nguyễn Liên nè. Rồi ráng mua cho em đủ đơn nay lên lặt vặt, không biết chị nào đủ đơn không nữa. Rồi cái này là màu đỏ đô nha mấy chị nha. Màu đỏ đô. Rồi bịch này lên giùm em 20. Đỏ đô lên giùm em nguyên bịch này 20k, siêu rẻ luôn nè.
20k một bịch bự chà bá luôn. Rồi màu hồng ha, 20 chốt cho vỏ huyền nè. Rồi cái này màu hồng nha mấy chị nha. Hồng này là tông này nó hơi sen, lên giùm em 25. 25 bịch này lên giùm em 25 nè. Không may quần có luôn mọi người, giờ là hỏi tìm là chịu rồi đó. Rồi 25.000 rồi, thấy chị đổ hàng có thể là comment trôi dữ quá nên em đọc không kịp, chứ không phải không thấy đâu, không phải bị ổng đâu. Rồi 25 chốt cho Mai Lan nè. Rồi màu tím nha mấy chị nha, màu tím khúc này lên giùm em 17 ha. Màu tím 17.000. Rồi tím lên giùm em 17. 17 tím trời nguyên một bọc nút luôn mấy chị nè, 17k ha. 17k màu tím nha mấy chị nha. Rồi 17 chốt cho Luyến Trương nè. Rồi cái này là nút này lộn xộn giữa màu đen màu trắng nha mấy chị nha. Rồi màu trắng là nút này nè, màu đen là nút này, nó lộn xộn với hai nút với nhau. Rồi lên giùm em mã này là 15k hai nút nè, một được một bọc to luôn. 15k hai loại đen trắng. À. 15k chốt cho Nguyễn Thùy nè. Rồi cái này lên giùm em 5k mấy chị ơi. 5k cái này có in chữ phía trong á, hàng này cũng rất là dễ thương ha. 5k. 5k mà cái bọc không nó thấy ủa, không đủ bù lỗ rồi. 5k mấy chị nha, 5k. Rồi đen tâm con biết là cái nào luôn. Rồi 5k em chốt cho chị Loan Nguyễn nè. Đó, mấy cô giờ hỏi vậy con không biết cái nào á. Tại con thực sự là con cũng không có biết mấy cái loại này. Rồi màu đỏ ha. Màu đỏ này giống như là đỏ bầm nha mấy cô nha. Đỏ bầm. Rồi đây nhìn em mã này 5.000 đỏ bầm nè. 5k đỏ bầm. Rồi lấy giùm em 5k đỏ bầm nè, 5k đỏ ha. Rồi giờ cái này là hàng màu nút màu đen nè. Mai Lan. Rồi 5k chốt cho Mai Lan. Rồi khúc này là màu đen, lấy giùm em 10k mấy chị nha. Đen 10.000. Nhiều lắm luôn á, đen 10.000 này nhiều lắm nè. Rồi trắng hồi nãy em để cho chị rồi nha chị nha. Khúc hồi nãy để được 5.000 á. Rồi 10.000 chốt cho Mai Lan. Rồi còn một mớ này em không biết là cái gì luôn. Rồi đây, màu hồng cam nha, cái này là giống như là màu cam gạch vậy đó. Rồi lên giùm em mã này 5k nè, 5k bịch này. 5k bịch này chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 5k. 5k. Rồi chốt cho chị chốt cho chị Mai Lan. Rồi lên giùm em móc khóa nè. Rồi móc khóa lên giùm em cái này 5.000 luôn mấy chị, mà được một mớ móc khóa luôn nha mấy chị nha. 5k. 1 2 3 4 5 6 7 8 móc khóa luôn á. Rồi 8 móc khóa 5.000. Chốt cho Thúy Lê nè. Rồi các bạn em lên cái này lộn xộn nha, cái này là hết nó phân loại được rồi mấy chị ơi. Hết phân loại được rồi. Rồi nút như vậy đi ha, lên giùm em lộn xộn, nó có cườm nữa nè. Cái này lên lộn xộn nha mấy chị nha. Rồi vừa có nút vừa có cườm, nút đủ màu luôn. Rồi lên từng giùm em từng bọc 10.000 đi. Bọc 10.000 chị nào mua về mình phối đồ rồi cũng được. Bọc 10.000 là hơi ít lắm mấy chị ơi. Bọc 10.000 cái này hơi ít lắm mấy chị, lấy bọc em lại đi chị bọc, em lại đi chị bọc cho. Không kịp á. Rồi Cao Nhật Khánh này một bọc nè. Bình Minh một bọc nè. Ngoan Hà một bọc nè. Luyến Trương nè. Mấy chị lấy 20 đi, em thấy 10.000 nó hơi ít đó mấy chị. Rồi Thảo Nguyễn 10k nè. Mà em bóc toàn 13 14.000 không á. Rồi cô Mai Trần 10k nè. Chị Thu Vân Nguyên 10k nè. Rồi bốc 15-16 ngàn không à. Rồi Mai Lan thêm 10k nữa hả chị. Mai Lan nút 10k lộn xộn.
Thúy Lê 10k nè. Còn mấy chị yên tâm nha, em bóc cái này toàn là 14, 15 ngàn không à. Cho nó nhanh. Rồi Thu Văn Nguyên 10 rồi, Thúy Lê 10 rồi. Rồi Nhung Nguyên 10 nè. K cho Ngọc Châu Lê. Rồi Loan Nguyễn 10. Loan Nguyễn ghi tên bố kìa. Rồi ghi tiên bố kìa là Loan Nguyễn không có tiên. Loan Nguyễn 10 nè. Nguyễn Thị 2 10. Ghi luôn. Rồi Thúy Lê 20 nè. Rồi còn cái này cườm không nè. Rồi bóc hết cho cái này cho Thúy Lê luôn đi. Rồi 20 cho Thúy Lê. Rồi con còn cái này chắc của 10 ngàn nhỉ. Lộn xộn nha, lên giùm con đi ha. Bỏ cái bọc em nhỉ. Vì đồ em bắt con cầm nó đi. Rồi 10k cho chị Baru. Rồi em có mớ cườm này 20 ngàn, chị nào lấy thì lấy giùm em mã này 20 nè. Cườm 20 về mình chơi đồ hàng. May đồ đầm cho bé mấy chị, còn 20k cườm lên giùm em 20. 20 cườm rồi hết nút nha mấy chị nha. Rồi đó bụng quá xuống like một xíu rồi em lên like lại nha mấy chị. Rồi lên like lại, cái này phụ liệu em còn nhiều lắm mấy chị nha. Rồi ráng lên like lại phụ em hả. Rồi ren. Ren này em có cuộn này rồi, 25k cuộn này ren này, chị nào lấy thì comment cho em cho hết bao rồi em lên bao khác. Rồi 20k, chị nào lấy cái này thì lên cho em mã 20 ha. 25 chứ, cái này 25 nè. 25. Rồi cuộn ren này lên giùm em mã này 50 mấy chị ơi. Cái ren này 50 nè ha. Ren này 50. Rồi còn hai cuộn đó mấy chị ơi. Rồi ren xám nè, ren xám. 25 chốt cho Mai Lan. Hồi nãy có lên một bọc dây kéo rồi á. Lát chiều em biết còn không đâu, bọc hết rồi chiều chị đi mua thêm đúng không em? Rồi 25 em chốt cho chị Mai Lan nè. Rồi em có một cuộn chỉ màu lam nha. Rồi lên giùm em mã này là 115k. Rồi 115 chị lấy thì lên giùm em mã này 115 nè. Được. Đẹp quá trời luôn. Rồi chiều lên like nữa nha mấy chị nha, chiều lên nữa nha. Ôi vậy thun nhiều lắm nha mấy chị nha, thun nè. Được một bao to luôn á. Rồi chiều mình lên nữa nha mấy chị. Rồi ba mấy chị nha, hẹn khoảng cỡ ráng khoảng cỡ 2 giờ em lên sớm ạ. À.